Đồng bình nghĩ thầm, ta phải đuổi theo hòa thượng, đòi lại gánh thịt chó, và phải tạ ơn ông ấy cứu mạng nữa. Tế công thản nhiên quẩy gánh thịt chó chạy đi, tới chỗ chợ búa đông người, mới hạ gánh xuống, cắt một miếng thịt chó. Cắt xong, hòa thượng chỉ một ngón tay, miếng thịt nặng hẳn lên, ước chừng một cân. Tế công cất tiếng giao to, sáu đồng một miếng thịt này đây. Những người đi đường từ xa đã ngửi mùi thịt thơm nức mũi, thấy giá lại rẻ, đổ xô vào mua. Chỉ chớp mắt, hòa thượng thu về một đống tiền. Nhiều người chậm chân mua không được, tiếc hủi hụi. Nhưng những người khác mua được, mang về tới gần nhà, miếng thịt cứ tóp dần, một cân chỉ còn bốn lạng. Tức giận nhưng chẳng biết làm sao, chỉ cất tiếng chửi đồng. Hôm nay xùi quá, bị lão thầy chùa gạt rồi. Hòa thượng bán xong gánh thịt chó, đồng bình chạy lại thưa. Bạch Hòa Thượng, gánh thịt này của tôi, nhưng tôi tới đây là muốn nói rõ một điều. Nếu không nhờ Hòa Thượng gánh gánh thịt chạy đi, tôi đã bị tường sập đè chết rồi. Vì thế, tôi cảm ơn Hòa Thượng rất nhiều. Tế công đưa mắt nhìn một lát, nói, Được, sáng nay thức dậy, người không cãi lộn với mẹ đấy chứ. Đồng Bình nghe nói ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hòa Thượng biết được chuyện gia đình mình tỏ lòng khâm phục, vội hỏi. Hòa thượng tu ở chùa nào vậy? Tế công nói rõ cho biết và dặn bảo. Người cầm lấy số tiền bán thịt chó này về làm vốn buôn bán đi. Đồng bình thưa. Đệ tử từ nay đổi nghề, không bán thịt chó nữa mà bán trái cây. Tốt, người đem tiền về, đổi nghề khác mà sinh sống. Còn miếng thịt này, hòa thượng ta lấy đem đi nhé. Đồng Bình cảm ơn hòa thượng lần nữa quầy gánh hàng không về nhà. Tế công xách miếng thịt chó, thuận đường đê ông Tô phía trước mà đi, vừa đi vừa ca hát. Tế công đi qua đình lãnh tuyền, tới ngoài cổng chùa Linh Ẩn trên ngọn núi Phi Lai. Mấy nhà sư gác cổng chùa là tịnh Minh, tịnh An trông thấy, liền nói. Tế sư phụ cầm thứ gì trong tay đấy? Ta mang thịt chó về đây, hai vị có sơi không? Tịnh An, tịnh Minh dễ như phải bỏng không được chúng tôi ăn chay thầy không được mang thứ này vào chùa chùa ta xưa nay chỉ ăn chay rượu thịt là cấm tuyệt thầy màu liệng bỏ đi kẻo phạm giới rồi đó ta đâu có biết ta thấy trên mình ngứa ngáy chắc là phạm giới thật hòa thượng nói rồi cúi xuống quanh mình có ý tìm chỗ ghè tịnh minh nói tôi không nói con ghẻ trên mình mà nói tới giới luật tới thanh quy người xuất gia phải biết tới tam quy ngũ giới chứ tam quy là cái gì cái gì gọi là ngũ giới người nói thử coi vậy mà cũng đòi làm hòa thượng tam quy ngũ giới là gì cũng không biết người tù hành có tam quy là quy phật quy pháp quy tăng người làm hòa thượng phải giữ ngũ giới là không sát sinh không trộm cắp không dâm tà, không nói dối và không uống rượu. Thầy mau quăng miếng thịt đi. Nếu thầy cứ vác vào chùa, chúng tôi sẽ mắc tội thiếu cha xét, mà dám tự bắt được tội thầy càng lớn hơn đấy. Hai người chẳng biết gì, làm cột hứng của ta. Ta mang thịt chó vào chùa là để mời dám tự xơi đấy. Hai nhà sư giữ cổng chẳng dám ngăn cản để mặc cho đi. Tế công tiến vào, tới trước đại hùng bảo điện mới đặt miếng thịt chó xuống, ngồi bên cạnh hô to. Ai mua thịt chó lại mua. Chừng mười mấy nhà sư đi tới, trong đó có những hòa thượng tốt bụng nói. Tế sư phụ đừng bán thịt nữa, kẻo lão hòa thượng cùng dám tự biết được át trách phạt ông đấy. Tế công nói. Cứ mặc tôi. Một số hòa thượng ghét tế công thì nói. Cứ việc bán đi, ai mà thèm ngó tiêu tế công cũng chẳng buồn để tâm bỗng dám tự quảng lượng từ đâu tới nói tế điền bán thịt chó ta chẳng thèm để ý người có giết một hai con chó ta cũng thây kệ nhưng ta hỏi ngươi hôm nay là ngày gì rồi từ hôm ngươi để cháy lầu đại bi ta phái người đi hóa duyên đến nay ngươi xin được những gì chẳng lẽ một muôn lượng bạc công trình chỉ là mấy miếng thịt chó thôi sao một muôn thì tôi chưa có, mới có chín ngàn thôi. Ta không nói nhằng với ngươi, chỉ lôi ngươi đi gặp lão hòa thượng thôi. Đừng vội, theo ước hẹn giữa sư huynh và tôi, kể từ lúc cháy lầu đại bi đến nay vừa đúng một trăm ngày rồi. Nhưng phải đúng giờ ngọ mới được, phải đợi chừng một tiếng đồng hồ nữa chứ. Tới lúc đó mà không đủ một vạn nặng bạc, sư huynh đưa tôi lên phương trượng cũng chưa muộn mà được cho người thêm một giờ đồng hồ nữa. Coi người lấy đâu ra một vạn lạng bạc? Giám tự Quảng lượng vừa đi ra đã thấy hai nhà sư giữ cổng chùa tiến vào, đưa tay ngăn lại nói: Quảng sư phụ, bên ngoài xảy ra một chuyện rất lạ. Hai chúng tôi ngồi chơi trước cổng chùa, cho thấy từ đường cái tây hồ tiến lại vài trăm người, trong đó có thân sĩ, phú hộ và cả nhà buôn nữa dẫn đầu là hai vị viên ngoại cưỡi ngựa quần áo sang trọng một vị mặt trắng dâu dài một vị hình dung thanh kỳ cả hai đều có hai ba chục gia nhân theo sau họ tới trước chùa gọi chúng tôi lại hỏi đây có phải chùa linh ẩn không chúng tôi thưa rằng phải hai vị ấy hỏi vị phật sống có trong chùa không chúng tôi nói chùa chúng tôi không có ai là phật sống Hai vị viên ngoại lại hỏi: "Ngài La Hán có trong chùa không?" Chúng tôi nói: "Trong chùa có La Hán đường, ở đó có 508 vị kim thân La Hán. Không rõ hai vị muốn thắp hương trước vị La Hán nào?" Hai vị viên ngoại nói: "Chúng tôi không cầu tượng đất mà muốn tìm vị La Hán sống kia." Chúng tôi trả lời không có, thì hai vị viên ngoại bảo nhau: thiện duyên không gặp, chúng ta đi cúng chùa khác vậy. Thế là chúng tôi vội nói, viên ngoại khoan đi, vị Phật sống đó tên gọi là gì? Hai vị đó nói, nếu nói ra tên gọi của vị Phật sống ấy phải tổn mất 10 năm tuổi thọ đấy. Chúng tôi liền nói, viên ngoại cứ nói, chúng tôi chịu tổn thọ thay hai vị. Hai vị viên ngoại cúi lại, rồi sau mới chịu nói ra vậy là hai chúng tôi đã tổn ba mươi năm tuổi thọ rồi đấy. quảng sư phụ thấy đã khổ thân chúng tôi chưa? giám tự nóng ruột hỏi. Phật sống là ai? hai người không nói ra làm sao ta biết được? tịnh minh nói không được, hai chúng tôi không thể nói ra. theo lá số tử vi tôi chỉ sống được có năm mươi ba tuổi. năm nay tôi hai mươi hai, lại vừa bị tổn mất ba chục năm té ra sang năm tôi đã phải chết rồi. Bây giờ nói thêm tiếng nữa, chắc phải chết ngay tức thời. Giám thị tự nói. Không sợ, hai người cứ việc nói. Ta tình nguyện chịu tổn 10 năm tuổi thọ thay hai người. Sư tịnh Minh nghe vậy, mới từ tốn nói ra tên gọi của vị Phật sống. Hồi thứ 16 Tế công bán thịt chó trong chùa các tín đồ đồng lòng xây lại lầu Đại Bi. Giám tự Quảng Lượng nghe Tịnh Minh nói, hỏi cho được Phật sống là ai? Tịnh Minh nói, nếu tôi nói ra, sư phụ mất 10 năm tuổi thọ đấy. Người đó chính là đạo tế trong chùa ta. Sư phụ mất 10 năm tuổi thọ rồi nhé. Giám tự kêu lên. Úi chà, đạo thế hả? Tịnh mình nói mất thêm 10 năm nữa là 20 năm rồi. Tên đạo thế đó mà nhầm nho gì? Vậy là mất 30 năm tuổi thọ rồi. Để nói nhẳng nữa, trước đây ở trong chùa có bao giờ hắn dám bán thịt chó đâu. Hôm nay biết có khách quý tới thăm chùa, hắn bày trò coi không được chút nào, quá lắm rồi. Các nhà sư vội vã mặc quần áo đẹp, vác chuông vác mõ ra tận chùa đón khách không thấy tế công có mặt trong đám, hai vị viên ngoại tỏ vẻ bực tức nói. Các vị thử nhìn coi, mấy nhà sư này chỉ bày đặt hình thức cho long trọng, chắc hẳn không biết gì. Chẳng qua chỉ là yêu ngôn hoặc chúng đấy thôi. Thiện duyên đã không gặp, chúng ta đi cúng chùa khác cho xong. Quảng Lượng vội nói, mời các vị đi theo tôi, sẽ được gặp Phật sống. Hai vị viên ngoại dẫn mọi người vào trong chùa thấy tế công đang ngồi ở đại hùng bảo điện hai mắt lim dim miệng vẫn nói thì cho sáu đồng một miếng đây hai vị viên ngoại thấy vậy mới nói mấy người nhìn coi Đấy mới thật là khí tượng của phật sống của la hán giáng trần chúng ta hãy mau mau khấu đầu làm lễ đi giám tự quảng lượng nghe vậy tức tối trong lòng nghĩ thầm tụi mình thay quần áo mới vác chuông vác mõ ra đón tận cửa chúng bảo là chỉ vụ hình thức buồn thần bán thánh trong khi đạo tế bán thịt chó chúng lại khen là có khí tượng phật sống là hán sáng trần lại thấy mọi người quỳ lạy trước mặt mà tế công cứ ngồi điềm nhiên quảng lượng sợ các vị thí chủ không hài lòng vội bước lại gần chỗ tế công nói đạo tế chẳng biết điều chút nào các vị thí chủ tới thăm hỏi sao ông không tiếp đãi tế công chưa kịp trả lời hai vị viên ngoại đã tức giận, đứng dậy nói. Lão thầy chùa này quá hỗn láo, sao ngươi dám mắng Phật sống? Dám tự quảng lượng sợ hãi, vội lui lại mấy bước, không dám cãi một tiếng. Tế công vẫn khoan thai, từ từ mở mắt ra, hỏi. Các vị thí chủ tới đây có chuyện gì? Vị viên ngoại mặc áo trắng lên tiếng. Dạ, đệ tử lâu nghe đại danh thánh tăng này đích thân tới đây muốn hỏi về thiền ạ. À? Tế công nói ông xàm à ăn miếng thịt chó đi. vị viên ngoại đó lắc đầu đệ tử không ăn. bên cạnh có viên ngoại mặc áo màu lam nói tôi cũng nghe đại danh thánh tăng đã lâu này đích thân tới đây muốn hỏi về thiền cơ đệ tử xin hỏi về cơ tế công nói cơ là đói đói bụng thì ăn miếng thịt chó đi viên ngoại áo lam lại nói hai chúng tôi thật tình muốn hỏi về thiền cơ diệu lý không dính dáng gì tới sàm là tham ăn cơ là đói bụng chẳng qua là đồng âm khác chữ thôi tế công nói hòa thượng ta biết rất rõ hai ông chỉ muốn hỏi về hai chữ sàm là tham ăn cơ là đói bụng thôi mà cũng phải con người ta sống ở đời ngoài chuyện đói bụng và háu ăn còn điều gì khác để quan tâm nữa chứ hai vị viên ngoại vẫn lắc đầu thật tình hai chúng tôi muốn hỏi về chỗ áo rượu của phật môn muốn biết về thiền trong tham thiền về cơ trong thiên cơ xin sư phụ giảng rõ cho tế công nói Hai người khẩu khí cũng lớn dữ đa Dám bản tới chỗ áo rượu của Phật môn Đòi biết về thiền cơ Được, được Hãy nghe đây Nên biết tham thiền chẳng phải thiền Thiền cơ vốn thật chuyện diệu huyền Cơ vốn hư không thiền vốn tịnh Tịnh không không tịnh ấy cơ thiền Hai vị viên ngoại nghe xong Vỗ tay cười lớn tiếng Phật Pháp của Ngài La Hán đã mở mang chỗ tối tăm cho chúng tôi. Dám tự đâu, mau đem sổ hóa duyên lại đây. Quảng Lượng vội đem sổ ghi công đức cùng bút mực tới. Hai vị viên ngoại nhường qua nhường lại một lát. Cuối cùng vị viên ngoại áo trắng mới cầm bút ghi vào sổ. Vô danh thị xin cúng vào chùa một vạn lạng bạc. Vị viên ngoại áo lam nghĩ chúng ta tới đây để giúp đỡ thế công, anh ấy đã viết một vạn, ta cũng không thể viết chín ngàn. bèn cầm bút ghi vào sổ. Vô danh thị xin cúng vào chùa một vạn lượng bạc. sau đó tới lượt những người khác, người viết ba chục lạng, kẻ chép năm chục lạng. viết đến đâu đem ngân lượng nộp ngay tới đó, ghi bạc nộp bạc, ghi tiền nộp tiền. Những người này vốn là thân hào phú hộ ở thành Lâm An. Trước đây tế công thường đến hóa duyên. Nay họ kéo tới chùa, ghi rõ số bạc muốn cúng. Vị viên ngoại áo trắng viết xong, lui xuống dưới ngồi, nói với mọi người. Ở ngoài thành Lâm An có 16 sưởng gỗ lớn. Các vị chủ sưởng gỗ đều tình nguyện cúng gỗ cho chùa, xây lại lầu đại bi. Dùng bao nhiêu cũng được, không quản nhiều ít. Việc cúng dường đã xong, mọi người cáo từ ra về. Tế công hỏi quảng lượng. Sư huynh, số tiền quyên góp có đủ trùng tu lâu đại bi không? Dạ, dư là đặng khác chứ. Vậy sư huynh gọi thợ, bắt đầu khởi công đi. Tôi ra nhà các vị thí chủ ở chơi vài hôm nhé. Tế công nói rồi, sách sâu thịt chó ra khỏi chùa linh ẩn đi mất dám tự quảng lượng, bèn sai người đi mua gạch ngói, gỗ đá khuôn về, chọn ngày lành giờ tốt khởi công xây cất, nện đất, đắp nền, trồng cột, dựng đà. Nào ngờ những việc tốt lành đều gặp cản trở. Một hôm có người vào bẩm, hiện có bốn vị quảng gia ở phủ Tần Thừa Tướng dẫn theo bốn vị tam gia đang xuống ngựa ngoài cổng chùa giám tự xem thấy, vội ra ngoài đón tiếp. Những người này chẳng phải bỗng không mà tới. Nguyên trong vườn hoa, tần thừa phủ, có lầu các thiên, rộng 25 gian. Hôm trước bị lửa thiêu rụi, nay muốn trùng tu lại lầu. Tần thừa tướng kêu các đô quản tới các xưởng gỗ lớn tìm cây gỗ lớn. Mười mấy xưởng gỗ đều nói, chủ chúng tôi đã cúng tất cả số gỗ quý vào chùa Linh Ẩn để trùng tu lầu đại bi rồi. Quản gia về phủ bẩm báo, tân thừa tướng nói, Chùa Linh Ẩn sửa lại lầu đại bi, cần gì phải dùng tới nhiều gỗ? Này, tần an, tần thuận, tần trí, tần minh, bốn người theo lệnh ta tới chùa Linh Ẩn, nói ta mượn tạm một số gỗ để sửa lầu các thiên. Đợi sang năm, triều đình chuyển gỗ về, ta sẽ chiếu theo con số đã mượn trả lại đầy đủ nhé. Bốn người dạ một tiếng, xoay mình định đi. Tần thừa tướng lại nói, Trở lại đã, các người tới chùa Linh Ẩn, mấy vị hòa thượng ở đó chắc hẳn vị tình người và bổn phận công dân sẽ đồng ý cho mượn thôi. Nhưng nếu các vị đó không chịu, muôn ngàn lần các ngươi không được ỷ thế hiếp đáp hòa thượng nhé. Bốn vị quản gia, dạ tiếng nữa, đi ra. Về tới môn phòng, tức là phòng riêng của gia nhân, Tần Thuận bắt đầu lên tiếng. Việc sai phái này rất vất vả, mà thừa tướng chẳng thí cho một xu, quả là cái số đèn đuổi. Tân An nói, người hẹn nhẹn, anh nói vậy là thiếu suy nghĩ đấy. Trong công việc này, bảo đảm bốn chúng ta mỗi người phải kiếm được hai ngàn lượng bạc đấy. Đại ca nói điên thì có. Chúng ta tới mượn gỗ nhà chùa, nếu họ chịu cho mượn, chúng ta về trình thừa tướng sẽ sai người khác đi lấy về nếu họ không đồng ý chúng ta cũng chỉ về bẩm lại thôi Lỏi đâu ra tiền Ai, người anh em chẳng biết gì cả muốn có chén cơm ăn phải bày ra việc chứ chúng ta đừng nói tới chuyện mượn miết gì hết chỉ nói rằng tướng gia có dụ triệt phá lầu đại bi để dựng lầu các thiên tất nhiên các nhà sư không muốn ắt phải nhờ người tới thương lượng với chúng ta chỉ cho chúng ta chừng ba 000 tới năm 000 lượng. Sau đó chúng ta mới mượn nhà chùa một số gỗ mà họ có thể đồng ý để lại cho chúng ta. Mượn được rồi, chúng ta về trình tướng gia rằng các hòa thượng vui lòng bán số gỗ đó. Tướng gia ắt ban cho vài ngàn nữa. Có phải bốn chúng ta chia nhau mỗi người được hai ngàn lượng không nào? Tần Thuận mừng quá nói. Tất cả đều nhờ trường huynh cao minh nhé. Bàn bạc xong, mọi người chuẩn bị ngựa dẫn theo hơn 10 kẻ tùy tùng, lên ngựa ra khỏi phường Tần Hòa. Qua cửa quan tiền đường, lên núi Phi Lai, tới cửa chùa Linh Ẩn mới xuống ngựa. Mấy vị sư canh cổng chùa thấy các quản gia đại nhân của Tần Tướng Phủ tới, vội tiến lại thi lễ, báo tin vào trong chùa. Giám tự Quảng Lượng vội ra nghinh tiếp, đưa bốn vị quản gia vào thiền đường. Bảo mấy chú tiểu dâng trà rồi hỏi Các vị quản gia đại nhân hôm nay tới chơi núi hay thăm chùa? Tân An nói Chúng tôi không chơi núi cũng chẳng thăm chùa Mà vâng đường dụ của tướng gia chúng tôi Báo cho các ông biết phải phá bỏ lầu đại bi Lấy vật liệu về dựng lầu các thiên trong vườn hoa tướng phổ Quang lượng nghe vậy Niệm Nam Mô A à Di Đà Phật Rồi nói dựng lầu đại bi là công trình tạo tác lớn một mình nhà chùa không làm nổi phải nhờ các vị quan trưởng thiện nam tín nữ góp công góp của cùng hoàn thành việc thiện nhưng hiện thời vẫn còn dở dang nay phá đi biết năm nào tháng nào mới trùng tu lại được xin các vị đại nhân ở trước mặt tướng gia khéo nói dùm cho một lời tần an chưa kịp trả lời tần thuận đã nói Đường dụ của tướng gia chỉ thua có thánh chỉ của hoàng thượng, kẻ nào dám cãi? Nghe câu nói hớ, Tần An lườm Tần Thuận, nghĩ thầm. Lẽ ra phải nói, để tôi về bẩm lại với tướng gia. Nếu ngài khoan hỉ là may cho các ông, nếu ngài không chịu, các ông cũng đừng trách chúng tôi nhé. Đợi có người đem tiền bạc tới dân chúng ta, thì bảo rằng tướng gia khoan hỉ rồi. Nếu không có tiền đút lót chúng ta, chính thực là tướng gia chẳng ưng thuận nói như tần thuận đúng là chặt cầu rút ván nhưng tần an cũng không tiện cải chính dám tự quảng lượng nghe tần thuận nói vội lên tiếng các vị đại nhân đã muốn phá lầu hãy cho phép tôi vào bẩm lại với lão hòa thượng một tiếng tần thuận nói người bẩm lão hòa thượng ta cũng phá không bẩm thì ta cũng phá Quảng Lượng rời thiền đường vào gặp Lão Hòa Thượng là Nguyên Không Trưởng Lão nói Bạch Lão Hòa Thượng hiện có bốn vị quản gia ở tần tướng phủ tới chùa chúng ta nói tướng gia có dụ đòi phá lầu đại bi để dựng lầu các thiên con không dám tự chuyên phải vào bẩm lại với lão hòa thượng ạ phương trưởng nghe nói niệm nam mô a di đà phật rồi mới nói Quảng Lượng, lão tăng tuổi đã cao, không thể quyết định. Lầu Đại Bi do đạo tế đi xin tiền về xây, ông nên bàn với ông ấy. Từ hôm động thổ khởi công, đạo tế đi đâu mất, đến nay vẫn chưa về. Ông thử ra ngoài cổng chùa, coi đạo tế đã về chưa. Quảng Lượng nghe lời phương trưởng, vội ra cổng chùa xem, thấy bốn vị quản gia phái các tam gia tới chỗ đang xây cất truyền đường dụ của tướng gia. Mấy người đang xây công trình nghe rõ đây. Tướng gia có dụ triệt phá lầu đại bi, lấy vật liệu về xây lầu các thiên trong vườn hoa tướng phủ. Kẻ nào dám nói không phá, lập tức bị giải giao sang huyện tiền đường trị tội nhé. Những người thợ lợp nhà, thợ mộc, thợ nề, thợ sơn, sao dám chống lại đường dụ của tần tướng gia? Họ bắt đầu đập phá, cát bụi bay mù trời. Giám tự trông thấy, lòng rất khó chịu, nghĩ thầm: "Cũng may là Hòa thượng Điên không ở trong chùa. Hắn mà có mặt tại đây, ắt gây nên tai họa khó lường đây." Đang nghĩ vậy, đã thấy Hòa thượng Điên khật khững bước vào. Hồi thứ 17 Giả danh thừa tướng Phá hủy lầu đại bi Trổ phép thần thông Đánh bọn đô quản xấu Giám tự Quảng Lượng Đang than thở Chợt thấy tế công từ đê ông Tô Bên Tây Hồ khật khưỡng đi tới Nguyên tế công từ ngày Rời khỏi chùa Linh Ẩn Tới ở chơi nhà Tố Bắc Sơn Hoặc nhà Triệu Văn Hội Mỗi nhà chừng vài ba hôm Hôm đó, Tây Công đang ngồi trong phòng đánh cờ với Tô Bắc Sơn. Chợt thấy hắt hơi, liền phóng linh quang, biết rõ sự tình, mới nói. Tô Bắc Sơn, ta không thể ở lại mà phải đi ngay. Tần thừa tướng đang phái người tới chùa, đòi phá lầu đại bi. Ta nhất định phải đương đầu với lão tần thừa tướng này. Tô Bắc Sơn nói, Thánh Tăng không thể làm vậy. Ông ta là tể tướng đương triều, quyền cao chức trọng. Sư phụ chỉ là người xuất gia, làm sao chống lại nổi. Tế công không thèm kể tới, đứng dậy đi ngay. Tổ Bắc Sơn vội chạy theo, nhưng tế công đã đi xe. Tế công tiến thẳng về cửa quan tiền đường, đi theo con đê ông Tô, vừa đi vừa ca hát. Hát xong bài ca, tế công đã về tới cổng chùa. Quang lượng thấy mặt, vội nói. Sư đệ đã về đấy hả? Không xong rồi, chùa ta đang mắc phải tai họa rất lớn tế công nghe nói đã biết rõ chuyện nhưng vẫn nói họa gì mà lớn hà sư huynh nhưng không sao tế điền đã về đây nhất định không bỏ qua kẻ nào có thể hiếp đáp nổi hòa thượng trong chùa ta chứ sư đệ không chống đối nổi đâu tần thừa tướng phái bốn vị quản gia đại nhân tới đây đòi phá lầu đại bi trong chùa ta lấy vật liệu xây lầu các thiên trong tướng phủ đó. Chà, ông ta là tể tướng đương triều, phát đường dụ đòi phá lầu đại bi hả? Giả sử vài ngày sau, quan kinh dinh điện xoáy truyền dụ đòi phá đại hùng bảo điện, ta cũng cho phá. Lại vài ngày nữa, phủ lâm an đưa thư đòi phá hai phối điện bên đông bên tây, ta cũng cho phá. Vài ngày nữa, huyện tiền đường hoặc huyện nhân hòa đưa thư Đòi phá tàng kinh các, ta cũng cho phá. Nhưng thôi, những việc đó cứ cho là được đi. Chứ lầu đại bi do tôi đi khóa duyên lấy tiền xây nên, tôi không chấp nhận cho ai được phá. Sự đệ, đệ chống không nổi bọn họ đâu. Bốn vị quản gia đại nhân hiện đang ở thiên phòng ngồi chơi. Đệ vào mà gặp họ, chỉ sợ đệ thấy họ lại run cầm cập, nói không ra lời đấy. Tê Công khẽ cười nhạt, nói... Sư huynh cứ để mặc tôi. Nói rồi tiến thẳng vào thiền đường. Căn nhà đó gồm ba phòng nối tiếp nhau. Phòng chính giữa có hơn 10 vị tam gia đang đứng, còn bốn vị quản gia đang ngồi ở phòng phía bắc uống trà. Thấy một hòa thượng nghèo khổ, quần áo rách dưới tiến vào, các vị tam gia vội ngăn lại hỏi. Ai đó? Là ta. Người là ai? các vị đại nhân hiện đang ở đây bàn bạc ngươi là một hòa thượng nghèo túng tới đây làm gì ngươi ở chùa nào ta ở am cô ngươi nói giả ngộ ngươi là hòa thượng ở am cô sao được nam nữ hỗn tạp vậy sao người chưa biết đấy thôi lão nico mất rồi tiểu nico lại đi theo người khác ta ở để giữ chùa thôi Nghe các đại nhân cần tới những cây gỗ lớn, ta nói cho mà biết. Và Thế Công bắt đầu trổ tài nói khoác. Trong chùa ta có một xưởng chứa gỗ, những cây gỗ để dựng đà ngang, đà dọc, chất cao như núi. Chẳng hạn như cây đà ngang mà rỡ xuống, một người nhảy lên ngồi đầu cây bên này, người khác ngồi lên đầu cây bên kia, hai người không nhận ra được mặt nhau đâu. Các vị tam gia nghe tán dóc tỏ ý thích thú, ngỏ lời khen. Quả là cây đà ngang dài thật. Hòa thượng lại kể tiếp. Còn cây đà dọc ấy ha? Đem dỡ xuống, để hai người ngồi hai đầu. Họ đều không thấy có người ngồi bên kia. Các vị tam gia nghe kể đều thích thú, nói. Những cây gỗ đó hòa thượng tính sao? Có muốn bán không? Hãy để lại cho các đại nhân chúng tôi, được không nào? Hòa thượng nói, ta không cần bán, chỉ kêu các vị đại nhân đưa cho ta vài đồng kẽm, mua một khố đóng cũng đủ rồi. Bọn Tần An ngồi phía trong nghe đã rõ ràng, nghĩ chuyện này giải quyết quá dễ, liền cho gọi hòa thượng vào. Các tam gia dặn dò, hòa thượng, đại nhân chúng tôi kêu ông đấy. Ông qua gặp các đại nhân thì dáng giữ quy cổ, đừng kể chuyện đầu cua tai nheo nhé. Hòa thượng không trả lời, vén rèm bước vào trong. Tần An, Tần Thuận, Tần Trí, Tần Minh. Bốn người nhìn lại, thấy một hòa thượng cùng khổ. Tần An hỏi. Hòa thượng, chùa ông có gỗ lớn thật đấy hả? Tế công đưa mắt nhìn chừng hai lượt, hỏi. Bốn vị từ đâu tới đây? Chúng tôi do phủ tần thừa tướng sai tới. Đại nhân có đường dụ dạy phá lâu đại bi để sửa lại lầu các thiên trong vườn hoa tướng phủ bốn ông vâng đường dụ của đại nhân trong nhà các ông tới phá lầu đại bí bốn người cùng nói nhà chúng tôi làm gì có đại nhân ồ thì ra nhà các ông cả đại nhân cũng không có hèn chi các ông chẳng hiểu việc đời là gì hãy về nói lại với đại nhân các ông cứ kể rõ rằng hòa thượng ta nói thế này Ông ấy làm quan đầu triều, điều hòa chức vụ của tam công, lo cho dân, cho nước, được yên ổn. Lẽ ra phải tu nhân tích đức, chứ sao lại vô cớ phá hủy đất Phật. Các người cứ về bẩm báo đúng như lời hòa thượng ta đã nói, không được sai lệch một điểm nào. Các quản gia nghe qua, nổi giận đùng đùng. Tần An nói, giỏi cho hòa thượng hỗn láo, ta hãy đánh cho người một trận phủ đầu. Nói xong, vung trưởng đánh liền. Tế công né tránh, nói. Muốn đánh hả? Ra ngoài kia, ta với người chơi nhau tay đôi. Tần An đứng dậy, theo hòa thượng ra sân, thét ra nhân. Đánh thằng chọc cho ta. Đám tam gia xông lại, vây lý tế công, tay đấm chân đạp, vô hồi kỳ trận. Chật có tiếng hô. Đừng đánh, ta đây mà. Các tam gia vẫn tiếp tục đánh, nói người đáng đánh đòn không thể tha được đánh cho chết cái tội to gan vút rồ. đang lúc đánh đấm tưng bừng chợt nghe tần thuận ở bên lên tiếng đừng đánh nữa ta nghe tiếng kêu là lạ nhìn kỹ lại rồi hãy đánh không xong rồi hòa thượng đang đứng tỉnh queo kia kia mọi người nhìn lại quả nhiên tế công đang đứng cười hề hề nhìn xuống thì người bị đánh chính là đại đô quản Tần An. Khắp mình thương tích, bọn gia nhân ngơ ngác nhìn nhau, nói Tại sao người bị đánh lại là Tần Quản gia nhỉ? Tần An nói Các người muốn trả thù riêng đây mà. Ta đã kêu đừng đánh ta đây mà. Các người còn đánh hăng hơn, nói Đáng đánh đòn, không thể tha được. Giỏi lắm, giỏi lắm, rồi biết tay ta đây tần Chí, tần minh lại gần xem xét thấy tần an bị thương rất nặng nói đây hẳn là do phép thuật tà ma của hòa thượng gây ra các ngươi hãy xuống vào đánh hắn cho ta các tam gia đều trợn mắt nhíu mày xông lại chỗ hòa thượng tế công nói thiện tai thiện tai người thiện có kẻ khinh ngựa giỏi có người cưỡi liền niệm to một câu ốm ma ni bát hống, ốm sắc lệnh há tức thì các tam gia nhìn nhau nổi giận đùng đùng tưởng người trước mặt là kẻ thù trương thăng nhìn lý lộc nói nhìn bản mặt ngươi ta tức giận rồi phải đánh bể cái đầu chó ngươi ra lý lộc nói được đánh thử coi đứa nào giỏi đứa nào dở thế rồi chúng chia từng cặp đánh nhau túi bụi vỡ đầu sứt chán vẫn chưa chịu buông Giám tự quảng lượng trông thấy sợ quá bảo thế công Đạo đệ, người gây họa lớn rồi. Nhằm người của tần tướng gia mà người suối đánh nhau túi bụi. Mình mày tả tơi thế kia là không được đâu. Mau thu hồi phép thuật đi. Họ đòi đánh tôi, chứ tôi có làm gì họ đâu. Thôi, nhưng nể lời sư huynh, tôi hãy tạm tha. Tế công nói rồi, hô. Đừng đánh nhau nữa. Tức thì mọi người ngừng tay, nhưng nhìn lại nhau vẫn còn ấm ức họ nói với nhau những câu đại loại như sau. Anh Trường, tôi với anh vốn là bạn chi kỷ, sao anh đánh tôi đau đến thế? Tôi đâu có biết, thử nhìn cái tai tôi đây này, sao anh cắn đứt ra thế này? Đừng nói tới nữa, cái mũi tôi đây, chẳng phải tại anh cắn sứt hay sao? Cuối cùng, mọi người đều đổ lỗi cho Tần An gây chuyện, mới ra nông nỗi. Tần An nói với giám tử Quảng Lượng, Hòa thượng điên ở chùa nào vậy? ông không được thả hắn đi lát nữa mà thiếu điên tăng ta bắt lây tới ông đó nói rồi ra lệnh cho các tam quan cùng rời khỏi chùa linh ẩn trở về tướng phủ vào chùa gặp một vị đồng sự vị ấy hỏi vì sao các ông về sớm trong tình trạng tả tươi thế này tần an đem chuyện kể lại từ đầu tới cuối người kia nói lên gặp tướng già ông không nên nói thật chỉ cần xin tướng gia đứng làm chủ, bắt bọn hung thằng về trị tội. Tần An vào thư phòng. Tần Thừa Tướng đang xem sách, ngước nhìn, hỏi. Bốn người lên chùa Linh Ẩn mượn gỗ, vì sao trở về tả tơi thế kia? Tần An thưa. Nô tài vâng lệnh đại nhân, tới chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ mượn gỗ. Các hòa thượng trong chùa đều vui lòng cho đại nhân mượn, chỉ riêng một hòa thượng khùng là không chịu, còn đánh đập tiểu nhân nữa, xin tướng gia tác chủ. Chùa Linh Ẩn lại nảy sinh hòa thượng khùng, to gan đánh gia nhân của ta sao? Thật đáng giận. Liền lấy bút son, viết vào tiêu bài, đem tới kinh dinh xoáy phổ, điều động hai viên tướng, thống lĩnh năm trăm quân, hợp cùng quan binh của các phủ huyện địa phương, kéo tới vây chùa Linh Ẩn, bắt cho được hòa thượng khùng. Hồi thứ 18 Quân sĩ vây chùa Linh Ẩn bắt chói sư khùng Tế công gẹo ban đầu khật khưỡng vào tướng phủ Tần thừa tướng nghe Tần An báo cáo Đùng đùng nổi giận Viết chát tới kinh dinh điện soái Và nha môn huyện Nhân Hòa Điều động binh sĩ tới vây chùa Linh Ẩn Quyết bắt cho được nhà sư khùng Chát vừa đưa tới kinh Dinh xoái liền phái hai viên tướng dẫn 500 quân phủ Lâm An phái 8 vị ban đầu huyện Nhân Hòa cũng phái hai vị ban đầu tất cả dẫn theo nha dịch kéo tới chùa Linh ẩn vây kín chung quanh các ban đầu tiến vào chùa hỏi lão Phương Trưởng hòa thượng không ở đâu Phương trưởng đáp tôi không biết các ban đầu sai đem xích sắt choàng vào cổ nguyên không trưởng lão nói Các hòa thượng to gan thật, nhà quản gia đại nhân của tân tướng phủ mà đánh Thị giả tiến lại can ngăn, khuyên không nên bắt lão hòa thượng Ban đầu sai còng luôn thị giả Chỉ khách tới bên thị giả cũng bị còng luôn Giám tự quảng lượng cũng không thoát Tất cả là năm vị hòa thượng bị giải sang phủ thừa tướng Tần tướng lập tức thăng tòa hoa sảnh. Phía trước có bảy chục viên gia tướng đứng hầu hai bên. Các vị đương sai cất tiếng bẩm báo. Hiện đã bắt được phương trượng chùa Linh Ẩn dẫn tới ạ. À? Tả hữu nhắc lại lệnh truyền. Tướng gia có dụ dẫn các tăng nhân tới. Các đương sai dẫn năm vị hòa thượng tiến vào. Lão phương trượng được ngồi, còn các hòa thượng phải quỳ thừa tướng ngồi đằng sau tấm rèm trông ra nên nhìn rất rõ. Các tăng nhân ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy lờ mờ. Tướng gia từ bên trong hỏi ra. Trong các hòa thượng kia có tên sư điên không? Màu thông tin họ. Bên dưới các tăng nhân lần lượt xưng lên. Tôi là Nguyên Không, phương trượng chùa Linh Ẩn. Tôi là giám tự trong chùa tên Quảng Lượng. Tôi là chi khách trong chùa tên Đức Diệu. Tôi là thị giả trong chùa tên Tông Thụy. Tôi là trai đầu trong chùa tên Huệ Lăng. Tần tướng nghe qua, hỏi. Trong các người không có tên Sư Khùng sao? Ta sai người đi bắt Sư Khùng vì hắn dám đánh quản gia của ta đó. Quảng Lượng thưa. bẩm đại nhân, trong chùa tôi có hòa thượng khùng là Tế Điên vốn là học trò của lão phương trượng các vị quản gia tới bị hắn thi triển phép thuật tà ma đánh cho một trận chúng tôi ngăn cản không nổi xin đại nhân khai ân việc này không liên quan tới chúng tôi ạ à. tần tướng nghe rõ sai thủ hạ truyền dụ cho các phủ huyện phải bắt cho được nhà sư khùng riêng mấy vị ban đầu ở huyện tiền đường đang ở chùa trông coi việc phá lầu đại bi thấy một vị hòa thượng đang đứng chỉ trò. Mấy người thợ mộc thợ nề nghe tần tướng có đường dụ bảo phá lầu đại bi để dựng lầu các thiên. Làm sao sắm cãi? Trong số thợ cũng có người tốt suy nghĩ. Các hòa thượng trong chùa cũng chịu khó. Vất vả bỏ bao công sức đi hóa duyên mới tu sửa được ngôi lầu này. Nhất đán phá đi thật cũng đáng tiếc. Ta không nên hùa theo bọn họ để gây nhiều nghiệp chướng. Người đó suy nghĩ như vậy, trong lúc đang trót vót trên đà ngang, cách mặt đất chừng bảy tám thước. Gặp đúng lúc tế công chỉ tay, người đó trượt chân ngã xuống, nhưng may gặp được đám cỏ rậm chẳng hề hấn gì. Một người khác thật tình có ý phá lầu, nghĩ. Phá xong ngôi lầu này, lại dựng lầu tần tướng phủ, mình cũng kiếm ăn trong ba tháng. Sửa lầu tần tướng phủ xong, sửa tiếp lầu cho nhà chùa, lại kiếm ăn thêm ba tháng nữa. Đúng là nửa năm sống khỏe dê. Vừa nghĩ xong, liền té xuống, ngã ngồi trên tảng đá nhọn, rách toạc mông. Liết về đến nhà, thuốc thang nửa năm mới khỏi. Tế công đang thi triển Phật Pháp báo ứng những người thợ mộc, thợ nề, thì mấy người ban đầu xông tới bắt chói tế công, nói Giỏi cho hòa thượng, mặc vạ lớn đến nơi còn ở đây chỉ trò, gây dối sao? hòa thượng quay nhìn lại nhận ra tám vị ban đầu triệu đại vương nhị trương tam lý tứ tôn ngũ lưu lục đam thất và mã bát bắt hòa thượng lôi đi hòa thượng hỏi ta mắc vạ gì mà to lớn triệu ban đầu nói cũng khó nói vạ lớn ra sao cứ tới tướng phủ sẽ biết có trò vui cho ông đó hòa thượng hỏi ngươi kêu đi Ông ta không đi đã sao Hừ, ông muốn làm mất thời giờ của chúng tôi hả hòa thượng ngồi phịch xuống đất miệng niệm ốm mànì bát mê hống ốm sắc lệnh hách triệu ban đầu ra sức lôi kéo nhưng không nhúc nhích kêu vương nhị giúp một tay vương nhị ra sức bình sinh nhưng cũng không lay chuyển nổi lên tiếng gọi các bạn mấy người đứng ngó sao mau xuống vào lôi ông ta đi trương tam Lý Tứ, Tôn Ngũ, Lưu Lục, Đam Thất, Mã Bát hò nhau lôi kéo. Hòa thượng vẫn chơ chơ như núi Thái Sơn. Mọi người đều nói, quả là quay lạ. Chợt nghe phía sau có tiếng người cười ha hà. Triệu ban đầu quay nhìn lại thì ra là hai ban đầu ở huyện Nhân Hòa. Một người tên Điền Lai Báo, một người tên Vạn Hằng Sơn. Cả hai đều là đương sai ở huyện Nhân Hòa, làm việc quan đắc lực, tính tình lại lanh lợi và là anh em kết nghĩa với Triệu Ban Đầu. Thấy bọn Triệu Ban Đầu lôi kéo hòa thượng không nhúc nhích, hai người bất giác cất tiếng cười giòn, nói Các anh kéo tới sáng năm cũng không nổi đâu, tránh qua một bên xem sao. Điền, vạn, hai người đưa tay sửa lại mũ áo cho ngay ngắn, tiến lại trước mặt hòa thượng, quỳ xuống, thưa bạch Thánh Tăng. Chúng tôi với ngài vốn không thủ oán. Chỉ vì ngài xúc phạm tới tần thừa tướng. Thừa tướng mới sai lão già chúng tôi, phái chúng tôi tới mời ngài về tướng phủ Ngài đã dám động tới tần tướng, sợ gì không tới gặp ông ta. Nếu Thánh Tăng không chịu đi, ắt tần tướng nổi giận, trách phạt lão già chúng tôi. Lão già chúng tôi bị trách phạt, ắt cách chức chúng tôi. Chúng tôi bị đuổi việc ắt cả nhà chết đói mất xin thánh tăng mở lòng từ bi đừng làm khó dễ bọn tiểu nhân chúng tôi nữa tế công nghe nói mỉm cười. cười nói vậy có phải dễ nghe không nào tế công nói rồi đứng dậy đi theo bọn ban đầu đi được chừng hai dặm tới đê ông tô ở tây hồ dọc theo con đê đó toàn là quán rượu hòa thượng ngồi phịch xuống không chịu đi nữa triệu ban đầu hỏi Sao sư phụ không chịu đi tiếp? Khát nước hả? Ta không khát, nhưng ta biết ông làm đường sai đã nhiều năm, vờ vét của thiên hạ cũng bộn, phải chia cho hòa thượng ta chút đỉnh chứ. Nếu không chịu, ta đi chơi chỗ khác đây, không thèm theo các ông nữa đâu. Triệu ban đầu nghĩ thầm, mình làm đường sai bao nhiêu năm, lần đầu tiên mới thấy chuyện trái khoáy can phạm lại dám vòi tiền nhà lại. Nhưng cũng dáng nhịn hỏi, Sư phụ cần tiền để làm gì? À, ta muốn uống rượu. Con sâu rượu đang ngọ ngậy trong bụng ta đấy này. Chủ quán rượu mang rượu ra. Tế công ngừa cổ tu một hơi cạn vò. Chỉ một lát, hai chục vò rượu đã cạn. Triệu ban đầu móc hết cái túi ra trả tiền. Thì vừa vặn nói. Sư phụ mà đòi uống nữa, tôi cũng không còn tiền đâu mà trả đây. Nếu vậy, ngươi đổi người khác dẫn ta đi. Tại sao? Lát nữa ta muốn uống, ngươi lấy tiền đâu mà trả. Màu, đổi người khác đi. Triệu ban đầu, bất đắc dĩ, phải gọi vương nhị thay mình. Đổi vài lần như thế, lúc tới tần tướng phủ thì hòa thượng đã say khướt. Hồi thứ 19, tần thừa tướng trong mơ thấy quỷ, tế công nửa đêm thi triển Phật Pháp. Nghe tin thế công tới, tần tướng truyền lệnh. Đưa sư khùng vào đây. Triệu ban đầu dẫn tế công tiến lại. Tế công nhìn lướt qua, thấy đủ mặt lão hòa thượng, giám tự, thị già. Tế công đứng chứ không quỳ. Tần thừa tướng từ sau dèm nhìn ra, thấy một hòa thượng nghèo khổ, liền vỗ bàn thét lên. Sư khùng to gan, ta sai gia nhân tới chùa mượn gỗ lớn, cho mượn càng hay, không chịu thì thôi. Sao ngươi dám thi triển phép thuật tà ma đánh quản gia của ta? Sự thật thế nào? Phải khai cho rõ. Tế công chẳng thèm phân trần. Nói đốp chát. Đại nhân, ông không tự xét, còn hỏi ta nữa sao? Ông làm tể tướng, đứng đầu trong quan, lẽ ra phải tu nhân tích đức, có đầu vô cớ phá hủy đất Phật. Hòa thượng ta càng nói càng giận, chỉ muốn lôi ông xuống, phết cho bốn chục rồi. Tần thừa tướng nghe xong, nổi giận đùng đùng hét lên. Sư khùng to gan, dám nhục mạ đại thần. Bay đâu? Vật sư khùng xuống, đánh bốn chục con tre cho ta. Con tre đây là hình cụ đặc biệt để trị tội nhân trong tần tướng phổ. Với thủy ngân đổ trong ống tre, cây côn đó vô cùng lợi hại. Dù mạnh khỏe đến đâu, người nào chịu bốn chục côn tre cũng rách ra nát thịt, bị thương trầm trọng. Tế công nghe bị đánh, xoay mình một cái, chạy vào ngồi lẫn trong đám năm vị hòa thượng. Ba tiên gia nhân xông lại, nắm cánh tay tế công lôi ra, nói Giỏi cho hòa thượng, tính lần trốn giữa đám đông hả? Một đứa đẻ đầu, một đứa giữ chân, hòa thượng nằm dây đầu về hướng Tây. Tên trưởng hình cầm côn tre đứng dây mặt về hướng Nam để thừa tướng có thể chứng kiến rõ ràng. Đánh một chập bốn chục hèo, Hòa thượng không hề kêu một tiếng. Ba người thi hành xong hình phạt, đứng qua một bên. Tần tướng ở bên trong nhìn ra, chợt lên tiếng. Ba đứa bay thật là đồ ăn hại. Ta bảo đánh tên sư khùng, sao các ngươi lại nhè dám tự mà đánh? Ba người nhìn lại, thầm nghĩ là quái lạ. Vừa rồi rõ ràng là lôi tuyết điên, sao bây giờ lại biến thành dám tự quảng lượng? Bản thân quảng lượng lúc đó mới thốt ra lời. Ui trà, đánh ta chết mất thôi. Lúc trước, Quang Lượng mấy lần mở miệng kêu gào, nhưng nói không ra tiếng, đành chịu bốn chục hèo, rách da nát thịt, máu me đầm đìa. Tần tướng lại ra lệnh, đổi nhóm trưởng hình khác, đánh sư khùng bốn chục con tre cho ta. Giỏi cho sư khùng, ta mà không đánh nổi người, chỉ làm con chó. Ba người trưởng hình khác bước ra, nắm tế công lôi ra, nói, lần này không thể bắt lâm được nữa. Hòa thượng nói, buông ra để ta tự đi. Hòa thượng này, đừng làm mất thời gian của chúng tôi. Mau nằm xuống đi. Các người phải trải nệm ra mới được chứ. Chẳng hiểu lý lẽ gì hết. Đã bị đánh đòn còn đòi trải nệm. Chúng nói rồi, kéo tế công quật ngã xuống. Một đứa ngồi lên lưng, đứa hai tay nắm đầu tế công vịn xuống. Một đứa ngồi lên bắp vế, đứa tay kéo quần tế công để hở mông. Đứa thứ ba cầm côn tần tướng Hồ oánh oánh đứa cầm côn liền ra sức đập côn xuống nhưng cây côn còn cách mông tế công chừng một thước liền đổi hướng đập vào lưng đứa đang ngồi trên lưng tế công khiến hắn văng ra xa cả ba bốn thước hắn đưa tay ôm lấy lưng la oai oái nói oánh chết tôi rồi giỏi giỏi lắm bàn sáng người hỏi mượn ta hai trăm đồng ta không cho. Bây giờ người mượn việc công báo thù riêng đây mà. Tần tướng tức giận, chuyển đổi ba người khác, nói. Lần này đánh sư khùng tám chục hẻo cho ta. Đánh không được ngươi, ta chớ kể làm quan nữa. Hòa thượng cũng nói. Thách người đó, để ngươi đánh được, ta chớ kể là hòa thượng. Ba người khác bước ra, một người nói. Ta sẽ cưỡi lên lưng hắn. Tần thăng đè cẳng, còn anh cầm gậy đánh đừng để cây côn lệch hướng nhé người cầm gậy nhận lời nhắm ngay mông hòa thượng đập xuống nào ngờ đầu gậy lại chuyển hướng đập ngay vào người đè chân hòa thượng khiến hắn ngã rúi về đằng trước tần tướng ngồi bên trong nãy giờ đã thấy rõ ràng lần đầu đánh lầm dám tự quảng lượng lần thứ hai đánh trúng người cưỡi lưng lần này trúng người đè chân chắc hẳn phải do hòa thượng thi thố phép thuật tà ma gây ra tần tướng truyền vén rèm lên tự mình ra oai tể tướng chấn áp tả ma tần tướng mặt hầm hầm bước ra lúc đó tế công vẫn nằm trên mặt đất tần tướng thét gia nhân oánh oánh nó cho ta gia nhân vội vã thi hành ngay người trưởng hình cầm chắc côn tre ra sức đập xuống nào ngờ vì dùng quá sức cây côn tuột khỏi tay văng ra xe rơi sát bên chân tần tướng người đó chẳng còn hồn vía nào. Trước quan cảnh đó, Tần tướng càng tức giận, nhặt côn che lên muốn tự tay đánh hòa thượng. Bỗng từ nhà sau, tiếng kẻng báo động vang lên. Tần tướng kinh hãi, vội ngừng tay. Nguyên là Tần tướng trị ra đúng phép, nhà trong không có đàn ông, chỉ có Vũ già và Nha Hoàn. Còn mấy tên đồng tử để sai vặt, không có lệnh gọi cũng không được vào. Một khi có việc khẩn cấp thì đánh kèn lên. Hôm nay nghe tiếng kèn báo động, tần tướng kinh hãi, chưa hiểu chuyện gì, đã thấy từ nhà trong một vũ già chạy ra, cấp báo. Bầm đại nhân không xong rồi, phòng ngủ của đại nhân bỗng nhiên bốc cháy. Tần thừa tướng nghe báo, biết rằng việc này do hòa thượng dùng phép thuật tà ma gây ra, liền dặn bảo chừng hai chục tên gia nhân. Đem hòa thượng nhốt vào một phòng trống Đợi canh ba đêm nay, ta sẽ đích thân thẩm vấn. Nói rồi, dẫn theo chừng 10 tiên gia nhân vào nhà trong. Thầy phụ nhân đang ngồi ở nội sảnh, run như cầy sấy. Các vũ già cùng nha hoàn đang ra sức dập tắt ngọn lửa. Hỏi ra mới biết là mấy mảnh than trong lưu hương bay ra, bắn lên bức rèm cửa sổ, gây cháy. Cũng may đám cháy không lớn, bọn gia nhân xúm vào cứu, dập tắt được ngọn lửa bực tức về những chuyện xảy ra trong ngày. Lúc chiều tối, tần thừa tướng ăn qua loa vài chén, vào thư phòng ngồi xem sách, xem qua vài trang. Tần tướng mệt mỏi, gục bên bàn nằm thiêu thiêu. Bỗng đầu một đoàn âm binh kéo tới, đi đầu là một con quỷ cao lớn, mặt như nhọ nồi, đầu chít khăn xanh, mặc quần áo ngắn, tay cầm đinh ba. Theo sau là mấy con quỷ nữa hùng dữ lạ thường áp giải một người mang gông trên cổ đeo cùm hai tay xích sắt cuốn hai chân người đó mặt mũi hốc hác đầu tóc bù xù nhìn kỹ lại tần tướng nhận ra cha mình là lão thái sư tần cối vội nói cha ơi con cứ tưởng cha đã lên thiên đàng ngờ đâu người vẫn còn ở dưới âm tào chịu khổ như thế này sao Ngày mai, con sẽ mời các cao tăng đạo sĩ giỏi tới làm lễ cầu xin cho cha sớm được siêu thăng. Tần cối nói, Này con, lục sống ta nắm quyền triều chính lâu năm mà chuyên biết ngõ các bậc hiền tài, lại tìm cách hại chết cha con họ nhạc ở phong ba đình. Khiến trời giận người oán, nên chết xuống âm phủ, chịu đổ trăm cây ngàn đắng. Hôm nay, Diêm Vương cho ta về đây để khuyên con một lời bản thân làm tể tướng, lẽ ra phải tu nhân tích đức, người lại không chịu làm điều thiện, còn phá hủy đất Phật. Chỉ vì chuyện bắt giam tăng nhân, phá lầu đại bi, mà ta phải về đây khuyên ngươi, mau mau thả các hòa thượng ra và tu sửa lầu đại bi lại ngay. Tần cối vừa nói xong, con quỷ cầm đinh ba đã lên tiếng. Thôi, chúng ta đi. Bọn quỷ ào ào kéo đi, lôi theo tần cối tần tướng vội nói cha khoan đi đã cho con thưa trình vài lời bọn quỷ không để cho nói ùn ùn kéo đi tần tướng đưa tay níu kéo cha lại chợt nghe một tiếng nổ vang trời hồi thứ hai mươi triệu bân đang đêm thăm dò tần tướng phủ vương hưng vô cớ bị hành hạ tần tướng đưa tay níu kéo cha chợt nghe tiếng nổ vang trời mở mắt nhìn thì ra là một giấc mộng. Cây nến đang cháy, đặt trên bàn, bị thừa tướng đưa tay gạt chúng, rơi xuống đất, tắt ngúm. Nhà hoàn túc trực bên ngoài, nghe tiếng động vội chạy vào, nhặt cây nến lên, thắp sáng trở lại. Phu nhân chợt tỉnh giấc hỏi, đại nhân vì sao mà kinh hãi thế? Tần tướng nói, ta đang ngồi dưới ngọn nến xem sách, chợt mệt mỏi, ngủ thiếp đi, mộng thấy một điểm rất là lạ ta thấy lão thái sư về đây mang gông cùm bị quỷ sứ áp giải chắc ta xưa nay làm việc ác quá nhiều ta định ngưng việc dỡ lầu đại bi và thả các tăng nhân ra ý phu nhân thế nào phu nhân nghe vậy liền cười đại nhân là người đọc sách thánh hiền sao dễ tin những chuyện dị đoàn ma quỷ như thế tần tướng nghe vợ nói gạt luôn chút thiện niệm vừa lóe lên hỏi nhà hoàn Bây giờ là mấy giờ rồi? Bẩm, sắp sang canh ba. Chuyện đường dụ của ta. Đúng canh ba, ta sẽ ra thư phòng thẩm vấn sư điên. Phải trừng phạt hắn thật nặng mới được. Nói dưa dứt lời, đã nghe bức đèn cháy mạnh, phát ra tiếng. Ngọn lửa bốc cao cả thước, rồi lại nhỏ dần lại. Cứ như thế ba lần liền. Tần tướng vô cùng tức giận, cầm bảo kiếm chém. Ngọn lửa tách làm đôi, như thể có hai ngọn nến đang cháy. Tần tướng lại cầm kiếm chém tới tấp, trong phòng dường như có cả trăm ngọn nến đang cháy. Tần tướng kinh hãi vô cùng. Đang lúc đó lại nghe tiếng vũ già kêu lên. Đại nhân, ngoài cửa có con quỷ lớn đang đứng ạ. À? Tiếp đó, các nha hoàn la hét, khắp nhà chỗ nào cũng thấy ma quỷ hiện hình. Mọi người cùng khiếp sợ. Tần tướng vội sai đánh kẻng kêu gọi gia nhân xung vào đánh quỷ, làm nhốn nháo cả lên. Trong khi đó, tại một phòng trống, hai mươi tên gia nhân vâng lệnh tần tướng, canh giữ tế công. Trong đám có tần thăng nói với các bạn, việc canh gác sư khùng không thể lơ là đâu. Tôi đề nghị chúng ta hùn nhau mỗi người hai trăm đồng, tổ chức một bữa nhậu, để thức mà canh chừng cho tới canh bạc. Lục tướng ra gọi ông ta lên thư phòng thẩm vấn như vậy mới không đến nỗi để hỏng việc ý các anh thế nào mọi người đều nói tốt tốt đấy cứ vậy mà thi hành đi chúng bỏ tiền ra trung đậu phái một người đi mua rượu thịt mang về trường canh một chúng bày bàn rượu thịt ra say sưa với nhau tế công ở gần đó chợt lên tiếng các vị làm ơn cho hòa thượng ta một chén rượu uống với Tần Thăng nói, làm hòa thượng đâu được phép uống rượu, sao ông lại đòi uống? Cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm dâm tà, cấm nói dối, cấm uống rượu là năm điều răn cấm cơ bản của hòa thượng, ông chẳng phạm giới rồi sao? Quản gia biết một mà chẳng biết hai, ở trong còn lắm điều hay, ông chưa hiểu nổi đâu. Trời có tiểu tinh, đất có tử tuyền, người có tử thánh diệu hợp với muôn việc lại điều hòa tính tình ngay như ông thánh trọng ni cũng nhờ rượu mà thi hành đạo lý có gì là rối loạn đâu Hờ, hòa thượng nói rất hay đây ta mời ông một chén tần thăng nói rồi rót một chén đầy đưa mời tế công đón lấy uống cạn lại nói các vị cho ta chén nữa đi hey đã được một chén lại đòi thêm, hòa thượng chẳng biết tự trọng là gì. Hay, một chén rượu cũng từ chối, còn gì là nhân tình nữa chứ. Tần thăng bất đắc dĩ phải rót chén thứ hai. Tế công uống cạn lại nói, quá tam ba bận, cho xin chén nữa đi. Không được, còn phải người khác nữa chứ, đâu đến lượt ông. Tế công cười khà khà nói, không được thì thôi, ta tự tìm lấy rượu uống vậy. Nói rồi cầm chiếc chén không Miệng niệm Ôm ba la hiện ra hiện ra Tức thì rượu hiện ra trong chén tràn đầy Đề công uống liền mấy chén Rồi quăng chén không xuống Bọn gia nhân tranh nhau rót rượu Nhưng bình nào bình nấy cạn queo Chúng biết là do phép thuật của hòa thượng làm ra Đành góp tiền mua thêm rượu về Cùng uống tới say mềm Nằm ngủ la liệt tê công thấy bọn chúng đã ngủ say liền tháo còng rời khỏi phòng rảo quanh khắp nơi trong tướng phổ hóa phép ra ma quỷ lộng hành trừng trị những tên gia nô gian ác xưa này vẫn thường cậy thế chủ nhân để làm những chuyện hung bạo tê công đi tới một căn phòng phía bắc chợt thấy một người cầm dao xăm xăm tiến lại nhìn kỹ thì ra đó là thám nang thủ vật triệu bân nguyên triệu bân từ ngày nghe lời tế công ra làm thần vi đà lẻn vào tần tướng phủ lấy trộm lá bùa thiên sư gặp doãn sĩ hùng đưa về nhà gặp mẹ mình là triệu lão thái thái mấy ngày sau doãn sĩ hùng từ biệt ra đi triệu bân trở lại nghề bán trái cây như trước một hôm triệu bân bán trái cây ở tây hồ thấy vô số quan binh kéo tới vây chùa linh ẩn triệu bân có quen biết một người trong số quan binh đó hỏi thăm mới hay tế công đánh bọn quản gia tần tướng phổ nên tần tướng phát lệnh bài điều động quân sĩ tới vây chùa bắt cho được hòa thượng điên đem về tướng phổ định đánh cho chết triệu bân nghe tin kinh hãi nghĩ thầm tế công có ơn cứu mạng ta nay ngài gặp nạn lẽ nào ta không cứu mẹ ta thường dạy ta về đạo tu thân xử thế chỉ rõ cho biết những việc nào phải làm, việc nào không nên làm. vậy đêm nay đợi mẹ ta ngủ say, ta sẽ cắp dao thái rau lẻn vào tần tướng phủ giết chết tên gian tướng trả thù cho thầy ta là tế công trưởng lão. nghĩ rồi bước chậm chậm trở về nhà. triệu thái thái hỏi hôm nay sao con không bán hàng? dạ con thấy trong người không được khỏe. À? đã không khỏe thì ở nhà nghỉ đi cơm tối xong triệu bân ngóng đợi cho mẹ đi ngủ chợt nghe có tiếng gõ cửa triệu bân bồn chồn trong dạ nghĩ thầm mẹ ta vừa ngủ đã có tiếng gõ cửa thế này chắc mẹ ta thức sức mất chạy ra xem thì là bà lão họ vương nhà trước cửa vương bà nói triệu bân phiền cậu một việc thằng vương hưng nhà tôi sáng nay đi bán trái cây có người kêu nó đem tới tần tướng phủ mà bán, không thấy về. giữa trưa lại có người khiêng cỗ kiệu nhỏ tới nhà, nói con trai tôi bị trứng thổ tà, à, chờ con dâu tới chăm sóc cho chồng nó. đến giờ cả hai vẫn không thấy về, tôi lo lắng quá, nhà lại không ai. phiền cậu đi thăm dò tin tức vợ chồng nó ra sao. triệu bân nhận lời liền, anh ta vốn thực tâm giúp người, vội vào nói rõ với mẹ. Rồi thay quần áo Vác theo con dao thay rau Nhằm hướng phường Tần Hòa Chạy bon bon tới thẳng trước cổng Tần Tướng Phủ Bây giờ trời đã tối Gánh trái cây của Vương Hưng vẫn còn đó Có người cùng ngõ là Quách Tứ trong rùm Triệu Bân nhận ra người quen hỏi Quách Tứ Vương Hiền Đệ của ta đâu rồi oh, Thì ra là Triệu kè Anh hỏi Vương Hưng Tôi cũng không biết đâu mà trả lời Hồi sáng nay, người của nhị công tử trong tần tướng phủ tới kêu anh ấy đi. Anh ấy kêu tôi trông dùm gánh hàng. Tôi bán giúp anh ấy cũng được bộn bạc. Tôi cũng có việc bận mà chờ hoài không thấy anh ấy ra. Tôi hỏi thăm bọn canh gác, chúng không thèm trả lời, nên cũng không rõ có chuyện gì. Triệu Bân muốn biết tin tức Vương Hưng. Từ biệt Quách Tứ, đi thăm hỏi một số nơi khác, nhưng chẳng được tin tức gì. Chống canh hai vừa điểm. Triệu Bân lựa một chỗ vắng vẻ, nhúm mình một cái, nhảy vào khuôn viên tướng phủ. Tìm cách giết Tần tướng để trả thù cho Tế Công. Nằm trên nóc nhà, để mắt nhìn quanh. Triệu Bân chợt thấy ở phía tây bắc có một dãy phòng, bên trong đèn thắp sáng trưng. Triệu Bân leo xuống, tiến về phía đó, rón rén lại gần, nhìn qua tấm rèm, thấy trong phòng kê một chiếc bàn lớn bên trên bày biện nhiều loại trái cây và nhiều món cao lương mỹ vị nhưng dường như chẳng có khách khứ nào triệu bân nhặt một viên gạch nhỏ từ xa ném vào trong phòng chờ một lát chẳng thấy ai lên tiếng hỏi cũng không có tiếng chó sủa triệu bân mừng rỡ đặt chân lên bậc thềm đột nhiên nghe tiếng người từ trên cao kêu lên trời đại ca đã tới mau cứu bạn em triệu bân kinh ngạc ngước nhìn lên, bỗng nhận ra vợ chồng Vương Hưng, cả hai bị treo ngược lên xà nhà, khắp mình máu me. Hồi thứ 21 Bị báo ứng, mắc chứng to đầu, nghe tiếng cử, tần tướng mời thánh tăng. Triệu Bân thấy vợ chồng Vương Hưng bị treo rút ngược, thương tích đầy mình, nhạc nhiên vô cùng. Nguyên vườn hoa này là nơi trú ngụ của công tử thứ hai của tần tướng tên gọi là tần hằng thường ngày hắn ỷ thế cha làm tể tướng đương triều để làm những chuyện bạo ngược anh hắn mất sớm hắn càng được nuông chiều muốn làm gì mặc sức hắn lại nuôi dưỡng nhiều thủ hạ hàng ngày ra ngoài thấy đàn bà con gái nhà lành người nào xinh đẹp liền bắt về người nhà tới tìm hắn sai thủ hạ ra đánh túi bụi có người bỏ mạng lên phủ huyện tố cáo nhà môn nào dám động tới công tử con quan thừa tướng vì thế mọi người kêu hắn là truy mệnh quỷ tức là con quỷ lấy mạng người hôm đó tần hằng ở vườn hoa xem sách xưa này hắn có bao giờ đọc tới những chính thư mà chỉ xem những sách nhảm nhí thôi hắn đang xem tới đoạn nói về đường minh hoàng sùng ái dương quý phi đọc tới chỗ đắc ý, vỗ bàn tỏ vẻ thích thú. Bên cạnh có tên quản gia Tần Ngọc, thường hay rua mị chủ, lên tiếng nói. Công tử vì sao vui thích thế? Chắc gặp chỗ đắc ý phải không? Người không biết đâu, thơ đường có nhiều bài hay lắm. Chẳng hạn như bài thơ sau đây, mô tả Dương Quý Phi xinh đẹp tuyệt vời. Ồ, công tử chính mắt thấy Dương Quý Phi đẹp hay sao? Tên nô tài này nói nhăng nói cuội. Mấy người đó sống ở đời đường, mà nay đang là đời tống, làm sao ta nhìn tận mắt được. Vậy mà hôm nay chính mắt nô tài được thấy một người, so với Dương Quý Phi chẳng thua chút nào nhé. Quả là thiên hạ có một, trên đời không hai đâu. Từ thủa trả sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy người nào đẹp như thế. Con người tầm thước, không cao cũng không thấp, không gầy cũng không nghèo. Mì thành mục tú, mười phần quyến rũ. Tân Hằng vốn không phải người tốt, vừa nghe nói liền trố mắt hỏi vội. Tân Ngọc người nhìn thấy ở đâu thế? Dạ, có một người tên là Vương Hưng, thường đem trái cây tới bày bán ở cửa phủ chúng ta này. Nhà hắn ở chợ bán đồ gỗ. Hôm nọ, tiểu nhân mua được hai chiếc ghế bằng gỗ lim, muốn nhờ người vác về dùm mà không tìm ra người nào. Chợt nhớ ra Vương Hưng. Tôi tới nhà tìm hắn. Tình cờ người ra mở cửa chính là vợ hắn. Tiểu nhân vừa thấy mặt, liền sững sờ. Nàng quả nhiên là trang quốc sắc đẹp nhất trên đời. Thế gian hiếm có. Mấy hôm dài, tiểu nhân định mách với công tử mà chưa tiện dịp. Tân Hằng kêu lên. Làm sao được đấy? đẹp hay không đẹp, nàng cũng là vợ Vương Hưng rồi, làm sao thuộc về ta được? Người có cách gì không? Nếu người nghĩ ra cách gì, đưa được người đẹp về đây, nhất định sẽ có trọng thưởng nhé. Ồ, muốn được người đẹp đó cũng không khó đâu. Chỉ cần công tử chịu chi ra 200 lượng bạc, nô tài sẽ giúp công tử được toại nguyện thôi. À, vào phòng thủ quỹ mà lấy tiền đi. Cầm 200 lượng bạc trong tay, tần ngọc ghé lại bên tần hằng nói nhỏ chỉ cần như thế như thế tần hằng nghe qua mừng quá cười hà ha, ha nói mau đi kêu hắn về đây tần ngọc ra ngoài cổng gặp vương hưng đang bày trái cây ra bán liền gọi vương hưng công tử nhà ta kêu ngươi vô đó vương hưng vội nhờ quách tứ coi hộ chỗ hàng Lật đật đi theo Tần Ngọc. Vương Hưng cười hì hì. Chắc mầm trong bụng hôm nay thế nào cũng kiếm được vài lượng bạc. Chắc hẳn công tử đang thèm trái cây đây. Vào tới hiên Quế Đan trong vườn hoa. Thấy truy mệnh quỷ Tần Hằng đang ngồi chỗ hành lang. Hai bên có mấy tên gia đình đứng hầu. Vương Hưng vội tiến lại thi lễ. Công tử kêu tiểu nhân tới. Có điều gì dạy bảo ạ? Vương Hưng... Trong nhà ngươi có bao nhiêu người? Hiện giờ ngươi được bao nhiêu tuổi? Thay thật ta nghe. Vương Hưng không hiểu có chuyện gì. Thật thà khai báo. Công tử đã hỏi tới. Tiểu nhân xin khai rõ. Tiểu nhân có một mẹ già 50 tuổi. Tiểu nhân hiện được 22 tuổi. Có vợ 19 tuổi. Trong nhà chỉ có ba miệng ăn. Tạm sống qua ngày ạ. Tần Hằng nghe kể, cất tiếng cười vang như điên như cuồng vương hưng nghe nói vợ ngươi cũng không đến nỗi xấu xí lắm ta cho ngươi hai trăm lượng bạc cưới con vợ khác còn vợ ngươi thì đưa lại đây hầu hạ ta nhé vương hưng nghe qua lạnh toát cả người nghĩ thầm ta mà thoái thác nhất định sẽ bị loạn côn đánh chết suy nghĩ dây nát liền nói xin công tử cho tiểu nhân được bẩm báo tình thực Tiểu nhân cưới vợ về, chẳng qua cũng chỉ lấy người phụng dưỡng mẹ già. Xin đợi cho lão mẫu qua đời, tiểu nhân sẽ đưa vợ tới hầu hạ công tử ạ. À. Tần Hằng nghe Vương Hưng nói có lý, muốn tha cho về. Tần Ngọc đã vội lên tiếng. Công tử chố vội nghe. Rõ ràng hắn muốn gạt công tử đó. Mẹ hắn hiện mới 50 tuổi, còn sống ít ra 30 năm nữa. Lúc đó vợ hắn đã 50 tuổi, đưa tới đây há chẳng phải là để dưỡng lão sao tần hằng nghe qua đùng đùng nổi giận giỏi cho thằng chó má này trước mặt bản công tử mà dám kiếm lời lừa gạt ta đáng giận thay Mày đâu trói nó lại cho ta bọn ác nô dạ gian chói nghiến vương hưng lại tần hằng nói tần ngọc người thi hành kế tiếp theo đưa vợ vương hưng về đây để hắn trúng mắt coi tà với vợ hắn thành thân tần ngọc ra ngoài kêu ba tên gia nhân nhỏ tuổi dặn bảo vài câu hai tên khiêng một cỗ kiệu nhỏ một tên đi kèm cùng kéo tới nhà vương hưng gõ cửa bà mẹ vương hưng từ trong nhà đi ra hỏi ai kêu cửa đấy tên tam già nói lão thái thái không nhận ra con ư à, còn họ trương là người say vặt ở vườn hoa tần tướng phủ đây. Còn với vương đại ca chơi với nhau thân lắm. Sáng sớm nay, vương đại ca quẩy gánh hàng trái cây đi bán, bỗng lắc lắc đầu vài cái, xui bọp mép, mê màn bất tỉnh. Chúng con vội dìu anh ấy vào vườn hoa, mời thầy thuốc xem mạch. Ông thầy nói anh ấy bị bệnh rất nặng, phải có người thân ở bên săn sóc, mời mong lành bệnh. Vương đại ca bảo con về kêu tẩu tẩu ạ. À. Lão thái thái nói. Thôi được, để ta đi xem thử. Dạ, lão thái thái tuổi đã cao, gặp chuyện này càng thêm bối rối. Và chăng để chị ấy ở nhà một mình cũng không tiện à. Lão thái thái nghe có lý, vào trong nhà bàn với con dâu là Ngô Thị. Ngô Thị cũng người hiền đức, nghe chồng bệnh, lòng dối như tư vò. Vội thay quần áo nói với vương bà để con đi xem sao ạ à? nói rồi ra ngoài cửa leo lên kiệu ngồi chúng khiêng kiệu chạy như bay chẳng bao lâu tới tướng phủ tới vườn hoa chúng mới hạ kiệu vén rèm lên ngô thị thấy ở hành lang phòng ngoài cũng có một vị công tử đang ngồi ngay ngắn chồng nàng là vương hưng thì bị trói thúc ké nằm bên cạnh Ngô Thị không hiểu nguyên nhân, chỉ thấy vị công tử đó ăn mặc rất là sang trọng, mà hình dung thô lỗ khó coi, mới hỏi. Vị công tử này là ai? Vì sao bắt chói chồng tôi? Một tiên gia nhân ở bên cạnh lên tiếng. Đây là công tử nhà ta, tức con trai tần tướng gia, sao không mau khấu đầu làm lễ? Ngô Thị chưa kịp lên tiếng, Tần Hằng đã nói. Nương tử đừng sợ, Ý ta muốn nhất cử lưỡng tiện. Cả ba đều gặp việc tốt đẹp. Chàng dè thằng chó Vương Hưng không chịu nghe theo. Từ lâu ta ngưỡng mộ dung nhan tiểu nương tử. Xứng danh là trang quốc sắc. Ta nghĩ nàng theo Vương Hưng suốt đời ăn uống kham khổ, mặc toàn quần áo vải thô. Nên mới kêu Vương Hưng tới đây bàn bạc, đồng ý đưa cho hắn hai trăm lượng bạc chẳng những đủ cưới cô vợ sinh, còn dư ra làm vốn sinh sống nữa. Thế có phải là nhất cử lưỡng tiện không? Cả ba cùng tốt đẹp không sao? Vậy mà hắn khăng khăng không chịu, còn xúc phạm tới ta, nên ta mới tức giận, sai chói hắn lại. Ngô Thị nghe qua, mắt phượng tròn xoe, mày ngài dựng ngược, nói. Này công tử, theo ý tôi, ngài nên thả vợ chồng tôi ra, thì mọi chuyện êm hết công tử là con quan tể tướng đương triều thề thiếp đầy nhà hà tất phải làm khó dễ chúng tôi công tử nên tu nhân tích đức đừng làm những việc thế này kẻo các quan ngự sử biết được sẽ liên lụy tới tôn đại nhân đó vương hưng ở bên cũng nói thưa công tử lâu nay tôi buôn bán ở trước cổng quý phủ chưa từng đắc tội với công tử xin rộng ơn tha cho vợ chồng tôi Tần Hằng nghe nói, nổi cơn thịnh nộ, thét bọn ác nô. Treo ngược hai người này mà đánh cho ta. Bọn thủ hạ liền trói hai vợ chồng, rút ngược lên xà nhà, cầm roi đánh tới thấp. Hai người kiên gan, chịu đòn, thà bị đánh chết, quyết không nghe lời. Chiều tối, Tần Hằng lại bày bàn rượu thịt ra ăn uống, định tra tấn hai vợ chồng một lần nữa bỗng nghe tòa nhà bên đông có tiếng khuyên náo kêu rầm lên rằng ma quỷ lộng hành bọn thủ hạ chạy về bẩm báo nói công tử hãy tới đó xem thử đi tần hằng cũng ngạc nhiên hối thúc bọn gia nhân xách đèn lồng hối hả chạy đi còn lại có hai người vương hưng bảo vợ nương tử vì ta mà nàng phải đọa đầy ngô thị nói vợ chồng mình quyết chịu chết nơi đây nhưng dẫu phải chết cũng tới trước mặt diêm vương tố cáo oan tình đang lúc than thở chợt nghe bên ngoài có người tiến vào vương hưng vừa nhìn nhận ngay ra thám nang thủ vật triệu bân liền mừng rỡ kêu lên triệu đại ca mau cứu bang triệu bân cắt dây chói đỡ vương hưng xuống trước sau đó mới cứu ngô thị Triệu Bân đang cởi trói cho hai vợ chồng Vương Hưng. Bỗng từ phía sau, một người bước tới, ngăn cản Triệu Bân. Hồi thứ 22, trổ phép thuật cho ma quý dối tần phủ, trị bệnh lạ, tế công bỡn thủ tướng. Triệu Bân đang tìm cách giải cứu vợ chồng Vương Hưng. Bỗng một người từ phía sau bước tới, ngăn cản. Triệu Bân nhìn lại, nhận ra người đó là tế công trưởng lão liên nói đệ tử tưởng sư phụ bị tần tướng hại định vào đây giải cứu nào ngờ sư phụ lại ở chỗ này tế công nói triệu bân người mau mở chói cho vợ chồng vương hưng rồi theo ta vào đây nghe dặn bảo triệu bân mở chói cho hai người xong tế công lấy ra hai viên thuốc đưa cho vợ chồng vương hưng bảo thoa lên các vết thương dì lát khỏi hẳn Hòa thượng xà vào bàn tiệc, rót rượu, uống tỉ tì, cắt thịt nhai rau ráu. Triệu Bần nói, tốt, thì ra bàn tiệc này để dọn sẵn cho sư phụ nhỉ. Hòa thượng nói, Triệu Bần, người qua phòng phía bắc của dãy nhà này sẽ thấy bốn chiếc dương. Trong dương thứ ba sẽ thấy một hộp đựng vàng ròng nặng một trăm lạng và sáu túi bạc nặng ba trăm lạng. Người đem hết về đây cho ta. Triệu Bân vội đi tìm, thấy đúng như lời Tế Công, lấy hết số vàng bạc đó đem về. Tế Công mới hỏi Vương Hưng. Vương Hưng, người quê quán ở đâu? Dạ, đệ tử vốn người huyện Dư Hàng. Người cầm lấy số vàng bạc này, ngày mai cùng mẹ già thuê thuyền, trở về huyện Dư Hàng. Còn đồ đạc lỉnh kỉnh trong nhà, để lại hết cho Triệu Bân. Với số bạc này, người có thể ở lại quê nhà buôn bán, Mấy mẹ con cũng tạm sống qua ngày. Vương Hưng vội sụp lại, nhận lấy số vàng bạc. Tế công lại nói, Triệu Bân, người đưa vợ chồng anh ấy về đi. Triệu Bân nói, Sư phụ ở đây liệu có gặp chuyện gì bất chắc hay không? Đệ tử tới đây là có ý muốn giết tần tướng báo thù cho sư phụ đó. Khỏi phải lo cho ta, ta tự có cách giải quyết. Ba ngày sau sẽ có tin tức của ta. Triệu Bân gật đầu, vừa tính đi, bỗng nghe có tiếng người nói. Tụi bay, mau theo ta, phải xem con vợ Vương Hưng có chịu nghe lời ta hay không. Bọn ác nô cất tiếng giả gian, ùn ùn kéo tới, ánh đuốc sáng lòa. Nguyên truy mệnh quỷ tần hằng, nghe tin quỷ lộng hành trong tướng phủ, vội kéo đám ác nô tới vấn an cha. Tần tướng thương con, Sợ công tử gặp chuyện kinh hãi, khuyên mau mau trở lại tư thất nghỉ ngơi. Vì thế, tần Hằng lại kéo đám gia nhân trở về. Gần tới chỗ vườn hoa, hắn sực nhớ tới vợ Vương Hưng nên nói Tụi bây mau chạy về, xem vợ Vương Hưng có chịu nghe lời ta không. Nếu à không chịu, ta quyết đánh chết. Triệu Bân nghe được câu đó, liền kinh hãi nói Không xong rồi, sư phụ ơi chúng ta phải lánh mình đi nơi khác thôi té công nói chẳng cần hoảng hốt liền chỉ một ngón tay ra ngoài cửa miệng niệm to ốm mani bát mê không tân hằng chợt gặp phải cơn gió lạnh chân tay run rẩy ngã lăn ra đất bọn gia nhân súng vào đỡ dậy triệu bân thừa lúc lộn xộn dẫn vợ chồng vương hưng theo cửa nách của vườn hoa trốn ra đưa về tận nhà sáng sớm hôm sau vương hưng cùng mẹ và vợ thuê thuyền đi lánh nạn đồ đạc trong nhà để lại hết cho triệu bân sau khi bọn triệu bân đi khỏi tế công cũng đã no say liền thong thả bước trở lại căn phòng trống ở đông phủ tần hằng sau khi trúng gió ngã lăn xuống đất cảm thấy đầu óc choáng váng trong lòng hoảng hốt được bọn gia nhân dìu vào trong phòng Tần Hằng kêu lên, ôi trời, nóng quá. Tần Ngọc lột bỏ mũ cho. Tần Hằng vẫn kêu nóng, cởi bớt áo dài vẫn nóng, cởi liên tiếp tới áo lót rồi giày vớ vẫn cứ kêu nóng. Tần Ngọc vội kêu đem quạt tới quạt vẫn nóng như thường. Tần Ngọc vội đem lại hai tảng nước đá tới trường. Dì lát Tần Hằng kêu lên, trời lạnh quá dẹp nước đá đi. Tần Hằng vẫn kêu lạnh. Mặc áo lót cho vẫn lạnh. Liên tiếp mang áo dài, đi giày vớ, đội mũ, nhưng vẫn cứ lạnh. Đắp thêm hai tấm mền vẫn lạnh. Cuối cùng phải đốt chậu than đặt dưới gầm giường mới êm. Nhưng chỉ một lát lại kêu nóng quá. Cứ thế thay đổi bốn năm lần, hết nóng tới lạnh, hết lạnh tới nóng, cho tới khi trời sáng bạch. Đột nhiên Tần Hằng lại kêu lên. Đầu ta sao ngứa quá? Mau gãi cho ta. Nào ngờ, gãi một hồi, cái đầu càng lúc càng to. Dì lát to bằng cái đấu. Tần Ngọc sợ quá, không dám gãi nữa. Mọi người chố mắt nhìn nhau, miệng há hốc. Tần Ngọc nói. Mau quả đồng phủ, bẩm báo tướng ra. Suốt đêm qua, trong phủ không yên. Tần tướng phải giả đau, không vào chiều và cũng vì quỷ lộng hành thừa tướng cũng không rảnh mà thẩm vấn hòa thượng trời sáng rõ tần tướng muốn nghỉ ngơi một lát cho thấy gia đình chạy vào bầm báo bên tây phủ có người đưa tin công tử đang bệnh ạ à? tần tướng nghe tin xót con vội dẫn đám gia nhân lại vườn hoa thăm hỏi vào tới phòng thấy công tử nằm cuộn tròn đầu to như cái đấu tần tướng hốt hoảng hỏi Nô tài các người thật đáng ghét. Công tử bệnh nặng thế này, sao không sớm báo cho ta biết nhỉ? Tân Ngọc vội nói. Tướng gia chưa rõ sự tình. Đêm hôm qua, công tử từ Đông Phủ trở về. Bỗng nhiên chóng mặt ngã xuống. Chúng tôi đỡ về phòng. Công tử kêu nóng quá. Cởi quần áo ra lại kêu lạnh. Mặc vào lại kêu nóng. Liên tiếp mấy lần như thế. Sau rồi công tử kêu ngứa đầu. Nô tài gãi cho chàng dè gãy đến đâu đầu to đến đó thật là căn bệnh quái lạ tần tướng liền truyền lệnh mau mời thầy thuốc giỏi về chữa nguyên ở thành lâm an chỉ có hai vị danh y một người là thang vạn phương có biệt hiệu chỉ hạ hoạt nhân tức là nhúng tay vào là cứu sống người người kia là lý hoài xuân có biệt hiệu trại thúc hòa gia nhân vội đi mời lý hoài xuân đưa về trước cửa tướng phủ tần tướng đang nóng ruột vội mời vào ngay lý hoài xuân xem mạch cho công tử tần hằng lòng rất nghi ngờ vì chẳng thấy có bệnh tật gì cả trần đi trần lại mấy lần vẫn không hiểu căn bệnh to đầu từ đâu ra biết dùng thuốc gì để điều trị đây cuối cùng đành thu thực căn bệnh của công tử tiểu sinh tài sơ học thiền thật tình, không hiểu nổi. Xin tướng già mời một vị khác cao minh hơn ạ. À? Ta làm sao biết người nào cao minh? Lý tiên sinh hẳn biết rõ, làm ơn tiến cử cho một vị đi. Lý Hoài Xuân nghĩ bụng. Ta chữa không được, ắt thang nhị ca cũng chữa không nổi đâu. Ngoài hai anh em ta ra, còn ai để tiến cử nữa đây? Nghĩ vậy liền nói. Bẩm tướng ra, tôi chẳng biết người nào để tiến cử à? Ông đã không thể trị bệnh cho con trai ta, lại không chịu tiến cử người nào. Đừng hòng rời khỏi đây nhé. Lý Hoài Xuân nghĩ thầm, lão này chỉ biết ý thế hiếp người thôi. Trong tình thế khó khăn, chợt nhớ ra. Sao ta không giới thiệu tế sư phụ? Bèn lên tiếng, bẩm tướng ra. Để trị bệnh cho công tử, chỉ có một người. Nhưng ông này điên điên khùng khùng, tối ngày say xỉn, lại ăn mặc rách dưới, e rằng tướng gia không ưa. Hại gì chuyện đó, chỉ cần chữa khỏi bệnh thôi. Người đó là ai? Mau đi mời dùm ta đi. À, đó là Tế Điên Hòa Thượng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ à? <laughs> là ông ấy ư? Nhà sư Điên Khùng hiện đang bị ta giam giữ ở căn phòng trống bên Đông Viện. Lý Hoài Xuân nghe chuyện giam giữ Tế Công liền hiểu ra, hèn chi chàng công tử này mắc bệnh to đầu. Tần tướng vội sai bảo gia nhân, tôi nói cho sư khổng biết, nếu hắn đủ tài trị bệnh cho con trai ta, ta sẽ thả hắn về chùa, không bắt tội nữa. Gia nhân vội tới phòng trống bên đông viện, các hòa thượng đều đứng dậy tiếp đón. tên gia nhân nói, hòa thượng ông gặp may mắn lắm đấy. Tê Công nói, may gì mà may, phiền nhiễu thì có. Tướng gia nhà tôi kêu ông tới trị bệnh cho công tử, nếu ông chữa khỏi sẽ được thả về chùa. Tướng gia nhà các ngươi đóng gông ta lại muốn thẩm vấn ta nữa. Nếu bây giờ đòi ta lên thẩm vấn thì ta đi, còn bảo đi chữa bệnh, hòa thượng ta không đi đâu. Gia nhân về thưa lại, tần tướng vô cùng bối rối, hỏi ý lý hoài xuân lý hoài xuân khẽ mỉm cười nói ông hòa thượng nói dỗi đấy tướng gia muốn kêu ông ấy đi chữa bệnh nên có lời mời mọc đàng hoàng tần tướng xót con nói được các người đi lần nữa nói ta có lời mời về chữa bệnh nhé bọn gia nhân nghĩ thầm hòa thượng này được nước làm tới liền chạy tới đông viện gặp hòa thượng nói hòa thượng ông có giá lắm nhé Tướng già tôi cho mời ông tới chữa bệnh đó. Tướng già các người ở ngôi thủ tướng, đứng đầu trăm quan. Còn ta chỉ là một hòa thượng, trước nay không từng qua lại với ông ấy. Vậy hà tất phải bày vẽ chuyện mời mọc. Gia nhân về thưa lại, tần tướng tức giận lắm, nói. Giỏi cho lão thầy chùa to ghen. Lý Hoài Xuân can. Tướng già chẳng nên tức giận, muốn hòa thượng vui lòng chữa trị cho công tử. Đại nhân nên đích thân tới mời. Tần tướng thấy con nằm lăn lộn trên giường, đành nói: "Lý tiên sinh, ông theo tôi tới đó, xem hòa thượng giờ cho gì nữa." Lý Hoài Xuân thưa: "Vâng." Cùng Tần tướng tới căn phòng trống ở Đông phủ. Tới nơi, Tần tướng cất tiếng tằng hắng, báo cho bọn gia nhân đang canh gác biết mà chuẩn bị đón tiếp cho nghiêm chỉnh. Bọn chúng đồng loạt đứng dậy, hô to. Đại nhân tới! Tế công nói bâng quờ. Này, các vị, dường như có tiếng chó sủa thì phải đấy. Đám gia nhân vội can ngăn. Đừng nói linh tinh, đại nhân của chúng tôi tới đó. Tần tướng cùng Lý Hoài Xuân bước vào, tới thẳng trước mặt tế công. Tần tướng nói. Này, hòa thượng, chỉ vì con trai ta mắc bệnh kỳ lạ, bản các phải đích thân tới mời ông chữa trị. Hòa thượng nói, Hòa thượng ta đang mang gông cùm, không thể tới trị bệnh được. Tần tướng nghe vậy giận lắm, nói nho nhỏ. Rồi, rồi. Lý Hoài Xuân thấy tình hình gay go, vội nói. Xin đại nhân dẹp cơn lôi đình, để tôi tới mời tế công cho. Tần tướng đành lùi lại một bước. Lý tiên sinh tiến lên, nói năng nhỏ nhẹ, xin thánh tăng thi triển phật pháp thần thông quảng đại giúp cho tần tướng già hồi thứ 23, bắt tìm thuốc lạ để chọc ghẹo đám gia đình trổ tài đối đáp khiến tần thừa tướng kính nể lý hoài xuân tiến lại trước mặt tế công nói lâu lắm không được gặp sư phụ đệ tử nay xin kính chào hiện giờ tần công tử mắc phải chứng bệnh rất kỳ lạ đệ tử có tiến cử sư phụ vào việc chữa trị bất luận có chuyện gì không vừa ý cũng xin sư phụ niệm tình đệ tử mà bỏ qua cho tốt này ly hoài xuân muốn ta trị bệnh ít nhất cũng phải tháo gông cùm cho tha chứ ly hoài xuân vội nói đúng vậy và nói với tần tướng đại nhân nên bảo gia nhân tháo gông cho thánh tăng đi chứ tần tướng lập tức truyền lệnh tháo gông cùng lý hoài xuân nói sư phụ không còn điều gì phiền trách nữa chứ ta đi thôi lý tiền sinh sư phụ ta cùng các sư huynh sư đệ ta vẫn bị giam cầm ta còn lòng dạ nào đi chữa bệnh cho người tần tướng nghe nói lập tức sai thả chư tăng về chùa các nhà sư đi rồi Lý Hoài Xuân lại nói Sư phụ không còn điều gì phiền trách nữa chứ Ta đi thôi Lý Tiên Sinh Quân lính đang vây chùa Linh Ẩn Phá hủy lầu Đại Bi Ta có thể yên tâm đi chữa bệnh được chăng Tần tướng hiểu ý Liền chuyện lệnh Triệt binh vây chùa Ngưng ngay việc tháo rỡ lầu Đại Bi Lý Hoài Xuân hỏi lần nữa Thánh Tăng không còn gì thắc mắc nữa chứ Ta đi thôi Hòa thượng nói ta đi. Thấy hòa thượng nói cười tự nhiên, tần tướng nghĩ, hòa thượng này quá phóng túng, chẳng giữ gìn phép tắc gì cả. Vì cần ông ta trị bệnh cho con, ta mới phải nhịn, nếu ta không phá lầu đại bi, ắt bị thiên hạ chê cười. Còn tội đánh quản gia, làm sao có thể không đóng gông? Cứ đợi ông ta chữa lành bệnh cho con ta xong, ta sẽ xử trí sau. Tế công ở đằng sau, chợt cất tiếng cười ha hà, nói hay lắm, hay lắm và ngâm mấy câu làm thiện nhiều phúc đức gây ác lắm tai ương bần tăng lo cứu giúp lòng người sợ khó lường lời thơ như thấm dần vào lòng khiến tần tướng bắt đầu hiểu ra lẽ phải nên gật đầu nhẹ nhẹ mọi người bước tới thư phòng trong vườn khoa nghe tần hằng diên gì không dứt hòa thượng vào trong phòng nhìn sơ qua nói Chà, cái đầu thật là lớn, không xong rồi. Lý Hoài Xuân nghe nói, kinh hãi nghĩ Mình mời ông ấy tới, mà ông không chữa được, thì dày già dà lắm đây. Tần tướng cũng khiếp sợ, vội hỏi Hòa thượng chữa được hay không? Được mà, đừng lo lắng, chỉ là bệnh nhẹ thôi. Nhiều trường hợp đầu to như cây rành, ta còn chữa nổi nữa là. Bệnh này gọi là đại đầu ung tức là đầu to như cái vò. Hòa thượng nói rồi, mò trong túi, chợt kêu lên, hỏng mất rồi, thuốc của ta rơi đâu mất rồi. Thuốc gì? thì thuốc trị bệnh đại đầu ung đó. Tần tướng nghe nói, ngạc nhiên hỏi, Hòa thượng tới tướng phủ, chẳng lẽ biết con trai ta mắc chứng đại đầu ung mà mang thuốc theo sao? Không phải, số là có một vị viên ngoại họ Vương, có đưa con trai cũng mắc chứng bệnh như thế này. Mỗi lần gặp người nào mắc chứng này, ta biết ngay không phải người tốt. Nhất định kẻ đó đã ra ngoài làm những chuyện hung ác, như là chiếm đoạt đàn bà con gái nhà lành. Mới nên nỗi, con trai ông Vương Viên Ngoại đã làm những chuyện bất pháp, mới mắc chứng đại đầu ung, mời ta tới chữa. Ta đem thuốc theo, nào ngờ bị tướng gia sai người tới bắt trói. Lúc tới tướng phủ, ta sờ thử, thấy vẫn còn thuốc, không rõ rơi mất hồi nào. Tần tướng dặn bảo gia nhân, các người mau đi tìm thuốc dùng hòa thượng đi. Bọn gia nhân hỏi lại, thuốc của hòa thượng là thuốc viên hay thuốc gói? Xin chỉ rõ, chúng tôi mới dễ kiếm chứ. À, đó là thuốc viên, to bằng hạt gạo, màu xanh như vỏ dưa và chẳng có giấy gì gói cả. À, chúng tôi sẽ dáng tìm. Tế công quay qua nói với tần tướng, đại nhân, bệnh này thường có biến chuyển, hiện chỉ nhỏ thế này thôi nhưng lát nữa có thể to lớn quá mức là hết cách chữa đấy. Vậy phải làm sao? Ta phải ăn no mới chữa trị được. Nếu đói bụng, có dáng chữa chảy cũng uổng công thôi. Tần tướng lo lắng cho bệnh tình của con. Hối gia nhân dọn tiệc rượu, mời hòa thượng lên đại sảnh ngồi uống rượu. Sau mới tính chuyện chữa trị. Tần tướng ngồi một bên, mời Lý Hoài Xuân ngồi một bên để bồi tiếp hòa thượng. Rượu chừng ba tuần, hòa thượng nói. Hôm nay uống rượu chán quá, chẳng có gì vui cả. Tần tướng hỏi, hòa thượng muốn bày trò vui gì nào? thì đoán đồ vật, ra tiểu lệnh, ra câu đối, bàn ý chiết tự đều có thể là trò vui ở bàn tiệc mà. Hòa thượng giỏi chữ lắm sao? <laughs> giỏi chữ thì chẳng dám nhận nhưng cũng biết lõm bõm thôi. Ông muốn ra tiểu lệnh phạt uống rượu hay là thách nhau bằng tiền? thạch đổ mới trổ hết tài cao thấp chứ. Đại nhân ra một câu, nếu hòa thượng ta đối được, ông mất một vạn lạng bạc. Đừng thấy ta nghèo túng, cho rằng ta không đủ một vạn lạng bạc, chung cho ông. Hòa thượng ta đem đầu đại bi già đánh cá đấy. Tần tướng nghe vậy, rất vui sướng, nói. Này, hòa thượng, trước hết ta hãy thử thách ông về một văn lý. Nếu quả ông có tài học, sau đó mới tính chuyện đánh cuộc ta bắt đầu bằng cách ra câu đối gồm hai chữ thôi ừ, đại nhân cứ việc ra câu đối tần tướng đọc u chai có nghĩa là phòng học yên tĩnh hoặc tối tăm. tế công đối mao lư tức là nhà tranh tần tướng ra khai xong nghĩa là mở cửa sổ tế công đối bế hộ có nghĩa là đóng cửa cái. Tần tướng ra. Đọc thư, có nghĩa là đọc sách. Tê công đối. Tả tự, tức là viết chữ. Tần tướng nói. Hòa thượng thua rồi. Sáu chữ tôi ra, ghép lại thành một câu là U trai khai xong đọc thư. Có ý nghĩa rõ ràng. Tê công nói. Sáu chữ của tôi ghép lại cũng thành một câu có ý nghĩa vậy. Mao lư bế hộ tả tự. Đây là cách ra câu đối rất độc, người đối lại thường thua rất thê thảm. Đối từng đoạn rất chỉnh, đến chừng ghép lại sẽ thành một câu, hoàn toàn không có ý nghĩa gì hoặc là vô lý. Như câu đối lại của Tế Công đây, nhà tranh đóng cửa, làm sao có thể viết chữ? Nhưng viết chữ ở đây có ý tục, qua hình ảnh cây bút lông di động. Tần tướng nói. Thôi được, bây giờ ta ra cho ông một câu đối. Theo phép chiết tự, nếu ông đối được, ta thua một vạn lạng bạc. Được. Tần tướng đọc. Dậu tốt, thị cá túy. Mục thủy, thị cá thủy. Lý thái, bạch khoải bão, tửu đàm tại sơn pha thủy. Bất hiểu, tha thị túy. Bất hiểu, tha thị thủy. Chữ dậu cộng chữ tốt bằng chữ túy tức là say rượu chữ mục cộng chữ thùy là chữ thụy có nghĩa là ngủ say lý thái bạch ôm vò rượu nằm ngủ bên vách núi chẳng rõ ông ấy say hay ông ấy buồn ngủ hòa thượng tập một hớp rượu cười khà khà nói câu đối này hay đây và đọc nguyệt trường thị cá trướng nguyệt bán thị cao bàn tần phu nhân hoài bão đại đỗ tại mãn viện cuống bất hiểu tha thị trướng bất hiểu tha thị bàn chữ nguyệt đúng ra là bộ nhục cộng chữ trường là chữ trướng tức là phình to xưng lên ý là mang bầu chữ nguyệt cộng chữ bán là chữ bàn còn đọc pháp có nghĩa là mập mạp tần phu nhân mang cái bụng lặc lè đi thong thả khắp phòng chẳng biết bà ta mang bầu hay bà ta mập mạp tần tướng xua tay lia lịa nói hòa thượng đừng nên khôi hài ông ta nghĩ hòa thượng quả thực rất giỏi chọc tức ta phải ra một câu đối khác để ông ta hiểu tần tướng này là tay chữ nghĩa đầy bụng đã thốt ra là lời lời châu ngọc hàng hàng gấm theo bèn đọc Phật tổ giải nhung điều, khổn hòa thượng, khấu điên tăng. Nghĩa là Phật tổ cởi giải nhung, trói hòa thượng, đánh sư điên. Tế công nói, Chà, câu của đại nhân ra khó đối đây. Hòa thượng ta tài sơ học thiền. Ông đối được, ta thua một vạn lạng bạc. Đối không được, ta phá lầu đại bị. Được, hòa thượng lại tập một hớp rượu, nói tiếp nghe ta đối đây thiên tử đậu ngọc tòa trưởng đại thần cầm thừa tướng nghĩa là thiên tử rũ giải ấn nghĩa bóng là dùng quyền lực ban tước lộc để điều khiển đánh đại thần giữ thừa tướng ta lại ăn thêm của đại nhân một vạn lạng bạc nữa nhé tần tướng nghĩ hòa thượng quả là bậc kỳ đài cứ đối qua đối lại thế này mình không thắng nổi ông ta Bèn nói, chúng ta không đối câu đối nữa, mà thi thố cái khác nhé. Cái khác thì cái khác, đại nhân cứ ra điều kiện đi. Ta sẽ đề cập tới hai nhân vật đời xưa và nêu hai loài vật. Hai nhân vật đời xưa đó phải là hình dung giống nhau, làm công việc na ná nhau. Hai loài vật nêu ra phải một động một tĩnh. Nếu nói được, kể là thắng. Nếu không được, kể là thua. Đại nhân nói trước đi. À, Hòa thượng nghe cho rõ đây nhé Viễn khán nhất tòa lâu Cận khán nhất chỉ ngưu Lã đồng tân túy ngoại nhạc dương lâu Tôn tẫn giá quải kỵ ngưu Nghĩa là nhìn xa một căn gác Nhìn gần một con trâu Lã đồng tân say rượu Nằm trên lầu nhạc dương Tôn tẫn gác cây nạng cưỡi trâu Hòa thượng đọc liền Viễn khán nhất tòa lư, cận khán nhất vĩ ngư, trường phi cố lư, kính đức điếu ngư. Nghĩa là nhìn xa một nhà tranh, nhìn gần một con cá, trương phi thăm nhà tranh, kính đức câu cá. Hòa thượng, ông thua một vạn lạ bạc rồi. Trường phi cố lư là thuộc điển tam cố thảo lư. Cho là được đi, chứ kính đức câu cá thì cá làm gì có chân? Giáp ngư, con ba ba, chẳng bốn chân hay sao? Tần tướng tịt ngắc, đành chịu thua một vạn lạc, lại nghĩ thầm. Rốt cuộc ta đấu trí không lại ông ta, liền ra khỏi phòng dặn nhỏ Tần An. Người mang một chiếc hộp, đựng một cái bánh, ở bên ngoài theo dõi ta đánh cuộc với hòa thượng. Nếu ông ta đoán trong hộp không có vật gì, người bỏ bánh vào hộp và đem vào. Nếu ông ta đoán trong hộp có đồ vật, người bỏ bánh đi, đem hộp không vào. Tần An gật đầu. Tần tướng trở vào phòng, nói. Này, hòa thượng, lâu nay ta nghe ông có tài đoán được mọi việc, biết rõ chuyện quá khứ, vị lai. Ta đã sai một tên gia nhân đem một chiếc hộp vào đây cho ông đoán xem trong hộp có đồ vật gì không. Nếu ông đoán đúng, ta mất cho ông một vạn lạng bạc. Nếu ông đoán sai, ta phá lầu đại bi nhé. Đại nhân, ông lại thua mất thôi. Chưa chắc, nhưng ta cũng muốn thử tài ông ra sao. Hòa thượng uống một chén rượu, định thần, nói. Tần đại nhân nghĩ ra kế rất hay. Xếp đặt chuyện này cũng khéo. Bảo đem vào chiếc hộp vốn là không có vật gì. Mấy chữ cuối, hòa thượng kéo dài ra. Tần An nghe hòa thượng nói không có vật gì liền bỏ chiếc bánh vào trong hộp, tiến vào. Nhưng vừa đi vừa hải bước, đã nghe hòa thượng nói, ngoại trừ một chiếc bánh, tần an nghe nói kinh ngạc, nhưng không thể đổi lại được nữa. Trên đây các bạn vừa nghe hùng anh đọc tiểu thuyết tế công chuyện diễn nghĩa.